Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Động. Tập 127. Chương 1261, Tứ Ấn Trồng Lớp. Trên quảng trường khổng lồ, sát khí tràn ngập khắp nơi. Uy áp đấu khí từ trên trời buông xuống làm cho không ít cường giả đều thất kinh khiếp vía. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn về phía Trích Tinh lão quỷ đang đằng đằng sát khí cùng với đám người Hoàng Hiên, tâm niệm vừa động. 10 bộ khôi lỗi ở bên cạnh nhanh như chớp kết thành trận pháp, năng lượng truyền đi, ánh sắc vàng trên thân Thiên Yêu Khôi nhanh chóng trở nên rực rỡ chói mắt. Hoàng Hiên giao cho Thiên Yêu Khôi, Trích Tinh lão quỷ để ta đối phó, còn những cường giả khác giao cho các ngươi phụ trách ngăn trở. Đại chiến hết sức căng thẳng, sắc mặt Tiêu Viêm cũng trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói. Để ta ngăn cản Trích Tinh lão quỷ, lão già này thực lực quá mạnh mẽ. Tiểu Y Tiên chần chừ một chút, mặc dù đối với Tiêu Viêm có niềm tin rất lớn, nhưng dù sao nàng cũng biết rất rõ thực lực của Trích Tinh lão quỷ. Giao chiến lần trước, dường như Tiêu Viêm không có lực hoàn thủ. Mặc dù tới cuối cùng liều mạng thi triển hủy diệt hỏa liên, nhưng cũng làm cho bản thân bị thương nặng, mất gần một năm trời mới hoàn toàn bình phục. Yên tâm, Cửu Tinh đấu tông cùng Nhất Tinh đấu tôn chính là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Quay mặt về phía Tiểu Y Tiên đang lo lắng, Tiêu Viêm mỉm cười. Lúc trước hắn thật sự không phải đối thủ của Trích Tinh lão quỷ, nhưng hiện tại, đối phương muốn đánh bại hắn một cách nhẹ nhàng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn kiên trì, Tiểu Y Tiên cũng không nói thêm gì nữa, nàng hiểu tính tình của hắn. Tiêu Viêm là người không muốn cố ý khoe khoang, nếu hắn đã nắm chắc, vậy hẳn là sẽ không xuất hiện sai lầm nào. Một khi đã như vậy, ngươi nên cẩn thận một chút. Nhìn đám đông cường giả đang ùn ùn kéo tới, Tiểu Y Tiên khe khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn qua đám người Thiên Hỏa Tôn giả, thân hình chợt lóe, liền xuất hiện tại hơn trăm thước trên bầu trời, đấu khí mênh mông dữ dội tuôn ra. Từ Thiên Yêu Hoàng tộc cho tới cường giả Phong Lôi Các đều phải chống đỡ, còn Trích Tinh lão quỷ cùng Hoàng Hiên thì tùy ý lướt qua hai người mà thôi. Tiêu Viêm, nếu không phải kẻ địch mà nói, ta đây sẽ hết sức tương trợ, Đường Chấn trầm giọng nói. Sau đó ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng về phía Băng Hà Tôn giả đang chậm rãi đi tới, bàn chân đạp hư không một cước, không gian vặn vẹo liền xuất hiện trước mặt Băng Hà Tôn giả. Nhìn theo bóng lưng của Đường Chấn, Tiêu Viêm gật đầu, cong ngón tay búng ra. Thiên Yêu Khôi bên cạnh đã hấp thụ lực lượng của 10 bộ khôi lỗi liền xé gió, mang theo âm thanh chói tai, nhanh như chớp chặn Hoàng Hiên lại. Còn bản thân Tiêu Viêm, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm, đạp hư không nháy mắt hiện ra trước mặt Trích Tinh lão quỷ. Lúc này đây, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ một cơ hội dãy dụa nào. Trích Tinh lão quỷ sắc mặt dữ tợn, ban đầu lúc ở phân điện hồn điện thì hắn có rất nhiều cơ hội giải quyết Tiêu Viêm một cách nhanh chóng. Cửu Tinh đấu tông tại trong mắt hắn tựa như một con kiến, nhưng mà hắn chưa từng đoán được, hiện giờ chính con kiến này lại làm cho hắn bỏ ra đại giới cực kỳ tàn khốc. Nỗi nhục cụt tay, mỗi khi nhớ tới đều làm cho nỗi oán hận trong lòng hắn đối với Tiêu Viêm càng sâu. Chuyện này không phải do ngươi quyết. Tiêu Viêm cười cười, hai tay kết xuất ấn kết kỳ dị, tàn ảnh tung bay, trong nháy mắt đọng lại. Thiên Hỏa Tam Huyền biến, đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến. Theo tiếng quát, áo bào của Tiêu Viêm nhất thời không gió mà bay, mặt khác vào thời khắc này hơi thở đã đột nhiên đề thăng như hỏa tiễn, một lát, sau rồi từ từ dừng lại. Lúc này theo hơi thở mà ước chừng đạt tới tam tinh đấu tôn. Tại cấp bậc đấu tông khi Tiêu Viêm thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền biến là có thể tăng lên gần 5 tinh, bất quá sự chênh lệch giữa các tinh cấp trong đấu tôn. Cho dù là đấu tông cũng không có thể sánh bằng, bởi vậy mặc dù Tiêu Viêm đã đem bí quyết này tu luyện thành thục, hơn nữa thêm trợ lực của ba loại dị hỏa cũng chỉ tăng lên có 2 tinh. Thực lực càng mạnh, hiệu quả của Thiên Hỏa Tam Huyền biến liền xuất hiện chênh lệch. Cảm nhận được đấu khí mênh mông trong cơ thể, Tiêu Viêm nhíu mày, thoáng có điểm không hài lòng lắm. Ba loại dị hỏa cùng với thi triển bí pháp Thiên Hỏa Tam Huyền biến này, quả thực chính là chuyên môn vì bản thân hắn mà tạo ra, cách đó không xa. Đường Chấn cảm nhận được biến hóa của Tiêu Viêm, nhịn không được run lên, lấy thực lực của hắn hôm nay, thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền biến. Mặc dù làm cho Cửu Long Lôi Cương Hỏa tăng thêm, mà cũng chỉ vẻn vẹn đem thực lực của hắn tăng cường lên một chút. Thậm chí ngay cả tăng lên một tinh đều cực kỳ miễn cưỡng, nhưng bí pháp này trong tay Tiêu Viêm lại có thể có đạt công hiệu tới mức này. Điều này không khỏi làm cho hắn có chút không tin tưởng,
Cái loại hiệu quả này chỉ sợ trong lịch sử của phần viêm cốc thì có rất ít người có thể đạt tới. Nhưng, đây chỉ là kinh ngạc tại trong lòng Đường Trấn, nếu như hắn biết được Tiêu Viêm giờ phút này không có hài lòng như trước đây mà nói. Chỉ sợ ngay cả tâm tư tìm một cái lỗ để chui vào cũng đều đã có, nhìn khắp đại lục này. Người có thể sử dụng thiên hỏa tam huyền biến ở cấp độ đấu tôn mà tăng lên 2 tinh, chỉ sợ duy nhất Tiêu Viêm này mà thôi. Bất quá, cũng miễn cưỡng thông qua mà thôi xong. Trưởng nhẹ nhàng nắm lại, lực lượng đáng sợ quanh quẩn trong lòng bàn tay, làm cho Tiêu Viêm có cảm giác giờ phút này ngay cả không gian cũng có thể bóp nát. Thiên hỏa tam huyền biến của phần viêm cốc, cảm nhận được đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm tăng vọt, Trích Tinh lão quỷ nhíu mày, chợt cười lạnh nói, chỉ là tam tinh đấu tôn mà thôi. Ngươi không đáng ở tại trước mặt lão phu mà diễu võ dương oai bất quá, tuy là nói vậy, nhưng Trích Tinh lão quỷ lại không dám tiếp tục chậm trễ chút nào, tay áo vung lên. Chỉ nghe soạt soạt một trận vang giòn, chợt mười mấy đạo xiềng xích màu đen, liền giống như độc xà xuất động, từ trong tay áo của Trích Tinh lão quỷ dữ dội lướt ra. Tốc độ của xiềng xích đen nhánh này cực kỳ khủng bố, một lần hạ xuống dưới liền trực tiếp xuyên thủng hư không, liên đầu nhọn hoắt giống như một loại tiêu thương hung hăng tiến về phía Tiêu Viêm. Hồn liên, tỏa hồn. Sắc mặt Trích Tinh lão quỷ hiện âm trầm, ngón tay cong lại rồi búng ra, chỉ thấy mấy cái xiềng xích đen nhanh quỷ dị đang vờn quanh thân Tiêu Viêm, hình thành một trận pháp tràn ngập hắc vụ, bộc phát ra một luồng hấp lực khác thường. Khi luồng hấp lực phát ra thì Tiêu Viêm mạnh mẽ phát hiện, linh hồn ở mi tâm cư nhiên run rẩy. Nhận thấy được biến hóa, Tiêu Viêm nhíu mày, một cước đạp hư không, tử sắc hỏa diễm ùn ùn kéo đến từ trong cơ thể phát ra. Chợt hung hăng bám vào phía trên mấy cái xiềng xích đen kia, phía bên trong xiềng xích liền truyền ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Thủ đoạn nham hiểm này đối với ta cũng không có tác dụng. Hàn quang trong mắt Tiêu Viêm chợt lóe, ngân quang trên bàn chân chợt lóe ra, nháy mắt hiện ra ở phía trên đầu Trích Tinh lão quỷ, bàn tay nắm chặt, trọng xích hiện lên, không chút do dự liền bổ xuống. Diễm phân phệ lãng xích, phòng, trọng xích hạ xuống, thân hình Trích Tinh lão quỷ bất động, mười mấy đạo xiềng xích đen nhánh khác mạnh mẽ từ trong quần áo bùng phát ra, hướng trên đỉnh đầu cấp tốc quấn quanh, sau đó đón đỡ trọng xích đang bổ xuống, mạnh mẽ chống đỡ, đẩy lui Tiêu Viêm lại 2 bước. Tiến bộ không ít đó, bất quá vẫn là không đủ. Trích Tinh lão quỷ chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt khô héo lộ ra một nụ cười dữ tợn, điềm nhiên nói, lúc này đây sẽ không cho ngươi thêm bất kỳ một cơ hội sống sót nào. Xâm La đại tinh thủ. Cùng với tiếng hô của Trích Tinh lão quỷ vừa dứt, Tiêu Viêm phát hiện không gian xung quanh đột nhiên kịch liệt vặn vẹo. Quang cảnh quanh mình nhanh chóng chuyển biến, giống như ở trong tinh không, xung quanh lộ ra nhiều ngôi sao lập lòe. Chết đi, Trích Tinh lão quỷ sắc mặt âm hàn, bàn tay đối với Tiêu Viêm đang ở xa xa hung hăng nắm chặt, chỉ thấy mảnh tinh không cấp tốc nhúc nhích, tập hợp lại thành một bàn tay tinh không khổng lồ, hung hăng chụp tới Tiêu Viêm. Nơi nào bàn tay khổng lồ đi qua thì không gian đều sụp đổ, lộ ra không gian đen nhánh trống rỗng. Cư nhiên là Xâm La đại tinh thủ, cái lão già này như thế nào chỉ mới đối mặt có một lần liền trực tiếp thi triển ra, sợ là Tiêu Viêm sẽ không đối phó nổi. Đây chính là sát khí của Trích Tinh lão quỷ, trên quảng trường rộng lớn lại có không ít người biết, bởi vậy khi thấy xung quanh Tiêu Viêm biến ảo thành tinh không, tất cả đều sửng sốt, chợt thì thào tự nói. Nhìn bàn tay khổng lồ như tinh không kia đang dữ dội lướt đến, Tiêu Viêm trở nên ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được cái gọi là Xâm La đại tinh thủ kia. Tất nhiên là đại sát chiêu của Trích Tinh lão quỷ, xem ra sau lần trước lão đã hiểu được phải tốc chiến tốc thắng mới là biện pháp tốt nhất. Vù, không gian đều bị phong tỏa, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, thật sự là không thể ngờ được, còn chưa bắt đầu mà lão già này liền trực tiếp tiến nhập giai đoạn sinh tử chân chính, hiện tại cũng quá thông minh đi. Áp chế dao động trong lòng, hai tay Tiêu Viêm nhanh chóng kết động, từng đạo tàn ảnh tung bay, mặc khác, đấu khí trong cơ thể cũng giống như hồng thủy theo kinh mạch của cánh tay tuôn ra. Khai Sơn Ấn, Phiên Hải Ấn, Phúc Địa Ấn, Tam Ấn hình thành, sắc mặt cũng đỏ lên rất nhiều, ánh sáng rực rỡ trong lòng bàn tay như ẩn như hiện, năng lượng đáng sợ làm cho không gian không ngừng bạo liệt, xuất hiện từng cái khe đen nhánh. Còn chưa đủ. Tam ấn chồng lên nhau uy lực đủ để làm nát bấy ngọn núi, nhưng Tiêu Viêm lại lắc đầu. Bằng này còn không đủ chống lại sát chiêu của Trích Tinh lão quỷ, lập tức một ngụm chọc khí phun ra, thủ ấn lại lần nữa phát sinh biến hóa. Nhân Thiên Ấn.
một cái quang ấn ước chừng lòng bàn tay lớn nhỏ lại lần nữa lặng yên hiện lên, chợt tại sắc mặt Tiêu Viêm đang tái tím, lặng yên dung nhập vào bên trong tam ấn lúc nãy. Theo nhân thiên ấn chồng lên, năng lượng quang ấn nhất thời kịch liệt run rẩy, chợt hào quang nở rộ. Bên ngoài quang ấn hiện lên một tinh tầng trong suốt kỳ dị chậm rãi lan tràn, sau đó đem quang ấn kia vây kín lại. Đế ấn quyết, tứ ấn chồng lên nhau. Nhìn tầng thủ ấn cực kỳ tinh mỹ tại trong lòng bàn tay, ánh mắt Tiêu Viêm toát ra vẻ nóng bỏng. Đế ấn quyết chính là một trong tuyệt học cao cấp của cổ tộc. Uy nghiêm của năm ấn chồng lên nhau được xưng có thể địch được thiên giai đấu kỹ, không biết hiện tại uy lực của tứ ấn sẽ đạt tới mức độ nào. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1262, Huyết Chiến. Tinh tầng thủ ấn hoa mỹ trồi nổi trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, năng lực uy áp cường hãn từ trong đó tràn ngập mà ra, làm cho khoảng không gian kịch liệt chấn động. Đi! Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm bấm tay gẩy nhẹ, khối tinh tầng thủ ấn đó rung lên, một tiếng động giống như phạm âm thâm trầm từ bên trong nó truyền ra. Rất nhanh kéo theo một cái đuôi dài ngoằn, phá trường không dữ dội lướt đi, trong chớp mắt hung hăng va chạm với bàn tay to như tinh không kia. Vỡ cho ta, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ dữ tợn hẳn lên, tâm thần vừa động, bàn tay khổng lồ như tinh không kia hung hăng nắm lấy tinh tầng thủ ấn kia. Mặc dù thủ ấn này hơi có chút cường hãn, nhưng đối với chiêu thức của mình, bản thân hắn cũng có tin tưởng không nhỏ, lấy thực lực của mình bây giờ. Chỉ cần không gặp phải cái loại hỏa liên khủng bố đó, Trích Tinh lão quỷ hoàn toàn có thể tự tin đem hắn ép tới không còn chút lực hoàn thủ. Bất quá, hắn lại quên, giờ phút này Tiêu Viêm đã không còn là cửu tinh đấu tông như trước nữa, mà thực lực đạt tới tam tinh đấu tôn. Mặc dù vậy, nhưng vẫn còn chênh lệch không nhỏ đối với Trích Tinh lão quỷ, nhưng cái loại chênh lệch này cũng không phải là không thể nào bù lại. Ầm. Bàn tay khổng lồ cùng thủ ấn kia, dưới ánh mắt soi mói của mọi người ầm ầm chạm vào nhau, tiếng động kinh thiên nổ ra, nhất thời thiên địa đột nhiên trào dâng. Thình thịch, hai người chạm vào nhau, năng lượng kinh khủng tựa như mưa gió bão bùng lúc này đột nhiên bung ra, ở trung tâm của cơn bão năng lượng. Không gian sụp đổ, xuất hiện một khoảng không gian trống không hắc ám làm cho trong lòng mọi người hơi có chút lành lạnh. Tại nơi không gian đen nhòm trống không đó, bàn tay khổng lồ như tinh không cùng tinh tầng thủ ấn tỏa ra quang. Mang chói mắt, năng lượng mạnh mẽ cuồng bạo điên cuồng cắn nuốt nhau, tựa hai con dã thú toàn lực cắn nuốt đối phương. Kháo bàn tay khổng lồ như tinh không cùng tinh tầng thủ ấn không ngừng phóng thích ra năng lượng cuồng bạo, nhưng mà cái loại đối chọi gay gắt trực diện này. Va chạm chớp nhoáng khiến quang mang của hai người dường như cùng lúc giảm xuống, quả thực giống như ngọn lửa bị dập tắt đột ngột vậy. Năng lượng giống như gió bão hãi hùng mà hai người tạo ra liền đột nhiên ngừng lại, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà dần dần tiêu tán đi. Tiểu tử này, cư nhiên cứng rắn đánh chặn được xâm la đại tinh thủ của lão phu. Nhìn một màn này, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ nhất thời âm trầm xuống. Tới giờ phút này hắn mới thoáng cảm thấy có chút khó giải quyết, Tiêu Viêm này cấp bậc chân chính chỉ là nhất tinh đấu tôn. Nhưng trên người mang rất nhiều cao giai đấu kỹ, uy lực rất dọa người, lại có sự trợ giúp của dị hỏa nữa, nếu muốn thu thập hắn hẳn có chút phiền toái đây. Tiểu tử này mới vừa đột phá đến đấu tôn không bao lâu mà đã mạnh mẽ như vậy, nếu để hắn tiếp tục tu luyện, chẳng phải lão phu cũng không phải đối thủ của hắn. Trích Tinh lão quỷ với khuôn mặt khô héo như vỏ cây liền co quắp lại, trong lòng tỏa ra sát ý dị thường nồng đậm, sắc mặt âm trầm. Tay áo trống rỗng đột nhiên rung động, rất nhiều hắc tỏa liên giống như độc xà bắn ra, trực tiếp ngưng tụ lại thành một cánh tay bằng xích sắt. Nhẹ nhàng cầm thiết liên như cánh tay lên, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ trở nên lạnh lẽo, bả vai run lên. Thân thể thoáng chút mờ đi, nhìn qua như làn sương khói nhàn nhạt, thân hình chợt động, biến mất một cách quỷ dị. Thân hình Trích Tinh lão quỷ vừa biến mất thì Tiêu Viêm cũng nhíu mày, linh hồn lực lượng từ mi. Tâm mênh mông tràn ra, chợt sắc mặt nhanh chóng biến đổi, thân hình đột nhiên thối lui. Thân hình Tiêu Viêm vừa lui, một thân ảnh hư ảo liền hiện lên, thiết quyền do hắc tỏa liên ngưng tụ thành mang theo âm hàn kình phong sắc bén mang theo cuồng nộ ầm ầm tiến về phía Tiêu Viêm. T. Nhìn thiết quyền lớn dần lên trong mắt, song trưởng của Tiêu Viêm vội vàng chắn trước mặt, mạnh mẽ chặn lại. Nhưng cỗ lực lượng kinh khủng kia trực tiếp đem cả cánh tay Tiêu Viêm đánh cho tê dại, mà thân hình liên tiếp lui về phía sau, còn đấu khí,
Dĩ nhiên Tiêu Viêm không phải đối thủ của Trích Tinh lão quỷ cạch. Một quyền đẩy lui Tiêu Viêm, Trích Tinh lão quỷ cười lạnh một tiếng, thân hình run lên giống như thuấn di, lại lần nữa xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Nhìn thấy Trích Tinh lão quỷ đuổi sát theo, Tiêu Viêm vội vàng thi triển Tam Thiên Lôi Động tới cực hạn, từng đạo tàn ảnh hiện lên bầu trời, thân hình cũng nhanh chóng thối lui. Huyễn hồn thân pháp của lão phu cũng không phải Tam Thiên Lôi Động của ngươi có thể so sánh trong không gian hư vô, một tiếng cười lạnh truyền ra. Tiêu Viêm hoa mắt, chỉ thấy Trích Tinh lão quỷ lại xuất hiện trước mặt mình, mấy đạo tàn ảnh bên kia không gây chút trở ngại nào cho hắn. Lão quỷ này sao tới nhanh vậy? Nhìn thấy Trích Tinh lão quỷ giống như đỉa đói theo sát, sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến, Tam Thiên Lôi Động thi triển tới cực hạn mà vẫn kém xa hắn. Xem ra cái gọi là huyễn hồn thân pháp thật là quỷ mị, hơn hẳn Tam Thiên Lôi Động một bậc. Chịu chết đi. Trích Tinh lão quỷ cười dữ tợn, hắn ẩn giấu huyễn hồn thân pháp này, chưa bao giờ đối với ngũ tinh đấu tôn trở xuống phải thi triển ra. Nhưng hôm nay đánh với Tiêu Viêm lại khiến cho hắn không thể không dùng toàn lực. Thình thịch, thình thịch, Trích Tinh lão quỷ sắc mặt lạnh lẽo, quyền phong như bạo vũ, như mưa tầm tả xả xuống, bóng dáng thiết liên hướng Tiêu Viêm hung hăng oanh qua. Ở thế công điên cuồng bực này, không khí đều bị sinh sôi áp xúc thành hình cung, âm thanh nổ vang trên bầu trời liên miên không dứt. Dưới thế công của Trích Tinh lão quỷ, nhất thời Tiêu Viêm liên tiếp bị chấn lui, tuy là rơi vào thế hạ phong, nhưng sắc mặt Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh như trước. Tử sắc hỏa diễm xoay quanh đón đỡ thế công của Trích Tinh lão quỷ, từng luồng năng lượng kỳ dị tràn ngập bắn ra, nhanh chóng chữa trị thương thế của Tiêu Viêm. Lúc này đây, công năng chữa trị bất tử của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa rốt cuộc cũng thể hiện trình độ cao nhất. Chỉ cần hỏa diễm bất diệt thì thương thế của Tiêu Viêm có thể liên tục được chữa trị, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn phải có đủ đấu khí để cung cấp cho Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Mà nương theo công năng bị thương rồi lại được chữa trị, cứ tuần hoàn liên tục như vậy, Tiêu Viêm cũng bị đánh cho tức giận. Sau cùng cơ hồ bỏ tất cả phòng ngự, trực tiếp lựa chọn phương thức chống chọi trực tiếp, Trích Tinh lão quỷ đánh hắn một quyền hắn cũng không chút khách khí trả lại đối phương một quyền. Dù sao có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bảo mệnh, tuy nói Tiêu Viêm vẫn phải chịu sự đau đớn không nhỏ, nhưng lại không cần lo tới tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên hắn sẽ không trực tiếp bị miểu sát đến nỗi ngay cả Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng không kịp chữa trị. Oanh oanh oanh! Nhìn hai người đánh nhau trên bầu trời dần trở nên hỗn chiến, tất cả mọi người đều líu lưỡi không thôi. Một gã nhất tinh đấu tôn lại dám cùng một gã ngũ tinh đấu tôn điên cuồng đối địch, đây là chuyện tình bọn họ chưa từng nghe qua. Tên hỗn đản này liên tục duy trì trạng thái chiến đấu điên cuồng như vậy, nhưng Trích Tinh lão quỷ càng đánh càng kinh hãi, Tiêu Viêm dường như mạnh mẽ ngạnh kháng lại hắn mấy chục quyền. Dựa theo lẽ thường, đừng nói là một gã nhất tinh đấu tôn, cho dù là cường giả tam tinh đấu tôn, giờ phút này cũng sớm bị đánh tới trọng thương rồi, nhưng nhìn Tiêu Viêm trước mặt, mặc dù nhìn bên ngoài có chút chật vật, nhưng ngược lại hơi thở vẫn còn rất mạnh mẽ, giống như chiều cường, càng đánh càng mạnh. Là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hiểu biết của Trích Tinh lão quỷ cũng không tồi, nhìn tử sắc hỏa diễm lượn lờ quanh thân thể Tiêu Viêm, hắn hiểu rõ, lập tức sắc mặt trở nên xanh mét, có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hộ thể. Tiêu Viêm giống như mang theo thuốc chữa thương cường độ cao, nơi nào bị thương, tâm vừa động Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sẽ mau chóng chữa khỏi thương thế. Loại đấu pháp vô lại này ai cũng không muốn cùng hắn kéo dài. Nghĩ tới đây, Trích Tinh lão quỷ cũng không dám tiếp tục chiến đấu như thế nữa. Tuy nói Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trị liệu cần tiêu hao lượng đấu khí không nhỏ, nhưng nhìn bộ dáng Tiêu Viêm cho thấy, thế nào cũng không giống người sắp hết đấu khí. Sử dụng đấu kỹ nhất kích tất sát. Sắc mặt Trích Tinh lão quỷ âm trầm, thân hình nhanh chóng trở nên hư ảo, sau đó lại quỷ dị biến mất. Lại đến nữa sao? Nhìn thấy thân hình Trích Tinh lão quỷ biến mất, cả người Tiêu Viêm quần áo rách nát liền nhếch miệng cười. Hiện tại thân thể hắn mỗi một chỗ đều thẩm thấu cảm giác đau đớn dị thường là bởi từng quyền của Trích Tinh lão quỷ mang đến. Tuy nói vì có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mà thương thế xuất hiện liền nhanh chóng được chữa trị, nhưng loại cảm giác đau đớn này giống như phóng đại lên tới mấy chục lần, làm cho cơ bắp khắp người Tiêu Viêm đều run rẩy không ngừng. Đấu khí tiêu hao quá lớn, không thể như vậy cùng hắn hao tổn a. Bằng không người ngã, xuống đầu tiên chắc chắn là ta. Hít sâu một hơi, đè nén đau đớn kịch liệt khắp cơ thể, thủ ấn của Tiêu Viêm liền biến đổi, quần áo sau lưng lại rung động, chợt nghe xích lạp một tiếng, một đôi cốt rực đột nhiên hiện ra. Cốt rực trong suốt màu ngọc thạch hiện lên,
Tại bên trong trong suốt đó lan tràn những văn hoa kỳ dị màu xanh, nhìn qua có chút huyền bí. Cốt dược này hiển nhiên do Tiêu Viêm sử dụng hai cánh Thiên Yêu Hoàng luyện chế mà thành, bất quá vì sợ Thiên Yêu Hoàng tộc quấn lấy. Thêm nữa khi đó cũng không muốn cùng Thiên Yêu Hoàng tộc chống đối, nên vẫn luôn ẩn sâu trong cơ thể, nhưng hôm nay lại không thể không đem nó thi triển ra. Dù sao hôm nay Thiên Yêu Hoàng tộc đối với hắn đã không có chút thiện ý nào, hắn cũng không cần tiếp tục giấu giếm giếm nữa. Suy, trên bầu trời, thân thể quỷ mị của Trích Tinh lão quỷ hiện ra, bàn tay kết ấn nhanh như chớp, năng lượng mênh mông gấp rút chuyển động. Phanh. Năng lượng vừa ngưng tụ, một đạo kình phong sắc bén nóng cháy đột nhiên đánh úp lại, làm cho Trích Tinh lão quỷ biến sắc, thân hình vội vàng lui về phía sau. Nhưng mà cước bộ vừa lui, kình phong sắc bén kia liền quỷ dị chuyển hướng ra phía sau, sau đó hung hăng dừng lại ở trên lưng hắn. Ừ. Đột nhiên chúng đòn nghiêm trọng, trực tiếp đem Trích Tinh lão quỷ chấn đắc liên tục lui về sau, giữa cổ họng truyền ra một tiếng kêu rên, mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn một đôi cốt rực bằng ngọc thạch của Tiêu Viêm. Trong mắt hắn hiện lên vẻ khó tin được, tới giờ phút này, tên kia dường như chỉ trong nháy mắt mà đã tăng tới mức khủng bố mà ngay cả hắn cũng đều không cách nào phát giác ra. Lão quỷ, đón thêm một lần hỏa liên nữa của ta thử xem sao. Cốt rực khẽ chấn, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, ngón tay cong lại rồi búng ra. Ba loại dị hỏa liền hiện lên phía trước, tâm niệm vừa động liền nhanh chóng chạm vào nhau. Nhìn thấy Tiêu Viêm dung hợp dị hỏa, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ mạnh mẽ kịch biến, thân hình chợt lóe, liền nhanh như chớp lao về phía Tiêu Viêm. Tốc độ đó vẫn còn chưa đủ thấy thế, Tiêu Viêm cười lên một tiếng, cốt rực rung lên, thân hình như sao chổi vội vàng lui về sau. Đem Trích Tinh lão quỷ bỏ ra xa, hắn có cốt rực tương trợ là đã có thể ngạo thị tuyệt đại đa số ở cấp bậc đấu tôn cường giả. Hắn không đủ, vậy thêm ta nữa là đủ rồi. Lời nói của Tiêu Viêm vừa mới dứt, một đạo cười lạnh ẩn giấu không tiếng động đột nhiên vang vọng lên. Chợt hai đạo thân ảnh mơ hồ từ giữa hư không dữ dội lướt đến, dường như chỉ trong tích tắc, liền xuất hiện ở trước mặt Tiêu Viêm một khoảng không xa. Bóng người xuất hiện đột ngột làm cho sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến, ánh mắt quét về phía hai thân ảnh kia, sau khi nhìn thấy phía sau lưng mỗi một người đều có đôi cánh, thì trong lòng mạnh mẽ trầm xuống. Thiên Yêu Hoàng tộc. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1263, Viện Thủ. Sắc mặt Tiêu Viêm thoáng chút âm trầm liếc nhìn hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện kia. Hai lão nhân râu tóc bạc trắng, thân vận áo bào màu xám, sau lưng có một đôi cánh đang nhẹ nhàng vũ động gây ra tiếng sấm ì ẩm vang vọng. Trên người Hoàng Hiên cũng có đôi cánh giống hệt vậy, nên Tiêu Viêm hiểu được hai người này là cường giả của Thiên Yêu Hoàng tộc. Hai cường giả ngũ tinh đấu tôn, ánh mắt Tiêu Viêm khẽ đảo qua người hai lão già sắc mặt âm trầm, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Thực lực của hai người này không hề kém Trích Tinh lão quỷ, đều là cường giả ngũ tinh. Đấu tôn, Thiên Yêu Hoàng tộc quả không hổ danh là một trong ba đại tộc cao nhất của ma thú giới, tùy tiện đi ra liền là hai cường giả thực lực kinh người. Là viện quân của Thiên Yêu Hoàng tộc sao? Thì ra lão giả Hoàng Hiên cố ý kéo dài thời gian, chờ đợi viện quân đến. Ánh mắt Tiêu Viêm cấp tốc lóe lên, hai nắm tay cũng mạnh mẽ nắm lại. Một lão giả liếc mắt nhìn đôi cánh sau lưng Tiêu Viêm, ánh mắt có chút giật mình, nhàn nhạt nói, cốt dực của Thiên Yêu Hoàng tộc cũng dám đem luyện hóa, đảm lượng của ngươi quả thật rất lớn. Ánh mắt Tiêu Viêm âm trầm, thân hình khẽ lui về phía sau. Trước mặt là hai gã cường giả ngũ tinh đấu tôn, bên cạnh lại còn có Trích Tinh lão quỷ nhìn chằm chằm. Hôm nay nếu như làm không tốt, chỉ sợ thật sự sẽ mất mạng tại nơi này. Không cần nói nhảm, nhanh chóng bắt tiểu tử này, lấy đi cốt dực, mang về trong tộc tiếp nhận hình phạt. Cường giả còn lại của Thiên Yêu Hoàng tộc sắc mặt lạnh lùng nói, tên tiểu tử này cần phải nghiêm trị, bằng không sau này làm sao có thể làm kinh sợ ngoại tộc. Cũng tốt, bắt hắn đem về, phế bỏ đấu khí, buộc hắn quỳ gối cả đời trong lăng mộ để chịu tội. Một lão giả gật đầu, ánh mắt chớp động hàn quang. Thiên Yêu Hoàng tộc rất xem trọng thân xác tộc nhân, bất kỳ ai dám xâm phạm thân xác của họ liền bị cả tộc quần liên tục đuổi giết. Người có đảm lượng đem hai cánh của Thiên Yêu Hoàng tộc luyện chế phi hành đấu kỹ, thật sự là rất nhiều năm chưa từng xảy ra. Hôm nay Tiêu Viêm là người thứ nhất. Nghe hai lão giả ra quyết định, không coi ai vào trong mắt,
làm cho Tiêu Viêm tức giận cười nhạt một tiếng. Bàn tay gã xoay tròn, cấp tốc xuất ra ba loại dị hỏa. Lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ thành một đóa hỏa liên cực kỳ tinh xảo. Khi hỏa liên thành hình, một tia khí tức hủy diệt nhanh chóng lan ra, làm cho cả phiến thiên địa này kịch liệt rung chuyển. Phần phật. Nhận thấy uy lực của hỏa liên ở trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, hai gã cường giả của Thiên Yêu Hoàng tộc cũng sững sờ, trong miệng phát ra một tiếng rít lạnh lót. Hiển nhiên đối với uy lực của đấu kỹ mà Tiêu Viêm thi triển ra cảm thấy rất là kinh ngạc. Hai vị, đây chính là hỏa liên dung hợp ba loại dị hỏa mà tạo thành, chớ có khinh thường. Trích Tinh lão quỷ đứng cách đó không xa, ánh mắt kinh hoàng nhìn hỏa liên ở trong tay Tiêu Viêm, trầm giọng nhắc nhở. Được, hai người nhàn nhạt gật đầu, vẫn chưa làm ra phản ứng gì, ánh mắt vẫn chầm chầm nhìn Tiêu Viêm, lạnh giọng nói, trên người của ngươi, lão phu cảm ứng được mùi vị của yêu hoàng tinh huyết. Tất cả cấm kỵ của Thiên Yêu Hoàng tộc đều bị ngươi phạm vào. Sắc mặt Tiêu Viêm không chút thay đổi, ngón tay búng ra. Đóa hỏa liên trong lòng bàn tay liền nhanh chóng phiêu động, mang theo một luồng lửa rực rỡ, nhanh chóng lao về phía hai lão giả. Nhìn thấy hỏa liên lướt đến, hai lão giả hừ lạnh một tiếng. Đấu khí hùng hồn, mênh mông như biển, trong cơ thể hai cường giả bùng phát ra giống như núi lửa phun trào. Trên đỉnh đầu hai người, ngưng tụ thành hình một đầu thiên hoàng dị thường khổng lồ. Bạo! Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, tâm thần khẽ động làm cho hỏa liên đang bay vút tới trước mặt hai người cách đó không xa nhanh chóng nở rộ ra. Một luồng khí tức hủy diệt kinh thiên động địa lập tức bùng lên. Hừ, yêu hoàng trung. Khi ngọn lửa đáng sợ thổi tới, sắc mặt hai lão giả trầm xuống, nhanh như chớp xuất ra một thủ ấn kỳ dị, trong nháy mắt đấu khí trong cơ thể mênh mông bùng phát. Giữa không trung ngưng tụ thành một cái chuông lớn khổng lồ cao gần trăm trượng, bao phủ hoàn toàn luồng hỏa diễm phong bạo đang cuồn cuộn thổi đến. Ê! Luồng hỏa diễm phong bạo đụng thật mạnh vào vách chuông. Năng lượng trong cả phiến thiên địa chợt trở nên cuồng bạo, tiếng va chạm ầm ầm như sấm rền bên tai làm cho đấu khí trong cơ thể mỗi người đều kịch liệt run rẩy lên. Ngọn lửa đáng sợ bị bao phủ trong yêu hoàng chuông, tràn ngập lực đạo hủy diệt, hung hăng va chạm vào vách chuông, bộc phát tia lửa chói mắt. Năng lượng cuồng nộ làm cho yêu hoàng chuông không ngừng run rẩy, trên vách chuông xuất hiện các khe nứt vỡ rất nhỏ rồi nhanh chóng lan ra. Nhìn thấy phía trên yêu hoàng chuông nhanh chóng lan tràn các khe nứt vỡ rất nhỏ, sắc mặt hai lão giả nhanh chóng thay đổi, tràn ngập thần sắc không thể tin được. Đấu kỹ yêu hoàng chuông mà hai người liên thủ, uy lực đủ để vây khốn một gã ngũ tinh đấu tôn. Nhưng chỉ trong mấy hơi thở lại bị một tiểu tử tam tinh đấu tôn thi triển công kích làm cho yêu hoàng chuông xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ. Tiểu tử này có chút cổ quái. Liếc nhau một cái, hai lão giả nhẹ nhàng vung tay áo lên, từ trong cơ thể đấu khí mênh mông cấp tốc trào ra, quán nhập vào trong yêu hoàng chuông, làm cho thân chuông khổng lồ tràn ngập ánh sáng kỳ diệu. Bạo cho ta! Nhìn luồng hỏa diễm phong bạo bị chuông lớn gắt gao giam cầm bên trong, Tiêu Viêm sắc mặt cũng hơi trầm xuống. Tâm niệm vừa động, uy lực của hỏa liên triệt để bùng nổ. Đang, đang, đang. Luồng hỏa diễm phong bạo điên cuồng đụng vào phía trên cái chuông lớn, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, đồng thời cũng làm cho yêu hoàng chuông kịch liệt run rẩy. Thình thịch nhìn yêu hoàng chuông kịch liệt run rẩy, hai gã lão giả Thiên Yêu Hoàng tộc sắc mặt biến đổi, nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp tiếp tục ra cố đã nghe một tiếng nổ vang thật lớn. Đấu kỹ yêu hoàng chuông cực kỳ chắc chắn lại, triệt để nổ bung trong ánh mắt kinh ngạc của hai người. Hừ! Yêu hoàng chuông nổ tung làm cho hai gã cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc cũng bị liên lụy. Hai tiếng kêu rên đau đớn phát ra cùng lúc, cước bộ hai gã cũng lảo đảo lúi ra sau hai bước. Điêu trùng tiểu kế hai lão giả nhanh chóng ổn định thân hình, nhìn luồng hỏa diễm phong bạo đang tan rã, cất tiếng cười lạnh. Nhưng ai cũng có thể thấy bàn tay giấu kín trong ống tay áo của hai người, không nhịn được khe khẽ run rẩy. Hai tên ngu ngốc. Cách đó không xa, Trích Tinh lão quỷ nhìn hai vị cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc, nhịn không được lắc đầu thương cảm. Bằng năng lực của hắn, tự nhiên có thể cảm ứng được, hai lão giả tuy liên thủ nhưng lại thất bại, khiến cho bản thân chịu nhiều thua thiệt. Nhìn thấy hỏa liên dung hợp ba loại dị hỏa tạo thành bị ngăn cản, Tiêu Viêm khẽ nhướng mày, nhưng vẫn hướng về hai lão giả, khóe miệng cười lạnh, hai vị có cảm giác không tốt cho lắm phải không? Sắc mặt lão giả mặc áo xám trầm xuống, thản nhiên nói, tiểu tử miệng lưỡi sắc bén, nhanh chóng mang theo người của ngươi, ngoan ngoãn theo chúng ta về Thiên Yêu Hoàng tộc. Chúng ta cũng không muốn dùng sức mạnh, nhưng ngươi phải xem rõ tình thế,
hôm nay các ngươi có chạy đằng trời. Suy. Khi âm thanh của lão giả vừa dứt, giữa không trung thoáng hiện mấy đạo thân ảnh, cuối cùng đứng ở bên cạnh Tiêu Viêm. Đúng là nhóm người Tiểu Y Tiên, chúng ta bị bao vây. Tiểu Y Tiên khẽ nói một câu, liền làm cho trong lòng Tiêu Viêm trầm xuống. Ánh mắt gã khẽ đảo qua xung quanh quảng trường, liền phát hiện đột nhiên xuất hiện thêm gần trăm đạo thân ảnh, hơi thở hùng hồn tràn ngập thiên địa. Hiển nhiên những người này là viện quân do Thiên Yêu Hoàng tộc gọi tới. Thiên Yêu Hoàng tộc, thật đúng là để mắt đến chúng ta a. Tràng diện trước mắt làm cho Tiêu Viêm cũng nhịn không được khẽ thở dài một hơi, chậm rãi than thở. Hơn nữa đột nhiên xuất hiện thêm hai gã lão giả, bên phía Thiên Yêu Hoàng tộc liền có bốn gã cường giả ngũ tinh đầu tôn. Đội hình khủng bố bậc này cũng đủ để cho lão giả áo xám cuồng vọng. Cục diện hôm nay quả thật có bộ dáng chạy trời không khỏi nắng. Tiêu Viêm, mau đem Long Hoàng căn nguyên quả giao ra đây. Chúng ta có thể thả cho đồng bạn của ngươi rời đi, nếu không hôm nay đừng trách Thiên Yêu Hoàng tộc đại khai sát giới. Thân hình Hoàng Hiên trôi nổi trên không, song trưởng ôm trước ngực, quát lạnh nói Thiên Yêu Hoàng tộc, uy phong thật to. Tử Nghiên cười lạnh nói. Ánh mắt Hoàng Hiên híp lại, nhìn chằm chằm Tử Nghiên, chậm rãi nói, Thái Cổ Hư Long, chúng ta thật sự không muốn trêu chọc người. Nhưng vì Long Hoàng căn nguyên quả, Thiên Yêu Hoàng tộc cũng tuyệt đối không có nửa điểm lưu thủ. Làm sao bây giờ? Cục diện thật không hay, đội ngũ bốn gã cường giả ngũ tinh đấu tôn xem ra còn kinh khủng hơn một phân điện của Hồn Điện Thiên Hỏa tôn giả, cau mày khẽ nói. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trong mắt cũng nảy lên một chút điên cuồng. Thiên Yêu Hoàng tộc nếu thật sự động thủ, gã cũng chỉ có thể thi triển Hủy Diệt Hỏa Liên một lần nữa. Lấy thực lực hiện nay của Tiêu Viêm, nếu thi triển Hủy Diệt Hỏa Liên thì cho dù là bốn gã ngũ tinh đấu tôn cũng sợ rằng khó có thể chống đỡ. Tuy rằng sau đó gã sẽ đi vào trạng thái suy yếu, nhưng trong thời khắc hung hiểm này cũng không còn lựa chọn nào khác. Các ngươi không cần ra tay, mọi việc giao cho ta. Giống như biết được suy nghĩ của Tiêu Viêm, Tử Nghiên khe khẽ lắc đầu. Nàng khẽ liếc nhìn hình xăm nho nhỏ trên tay, môi khẽ mấp máy, Long Hoàng căn nguyên quả liền từ từ hiện lên. Tử Nghiên giơ cao trái cây, ánh mắt lạnh lùng hiện vẻ tham lam của Hoàng Hiên cùng hai gã cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc, cười lạnh nói, Long Hoàng căn nguyên quả ở chỗ này, có bản lĩnh thì cứ tới lấy. Nhìn thấy hành động của Tử Nghiên, đám người Tiểu Y Tiên ngẩn ra. Vừa muốn lên tiếng liền bị Tiêu Viêm giữ lại. Gã khe khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn Tử Nghiên. Gã biết Tử Nghiên tuy nghịch ngợm nhưng không phải tùy tiện, nàng hành động như vậy hẳn phải có lý do của nàng. Hừ, một đầu thái hư cổ long ấu niên kỳ mà thôi, ngươi nghĩ rằng đám người lão phu sợ ngươi sao? Ánh mắt Hoàng Hiên cùng hai gã lão giả Thiên Yêu Hoàng tộc liếc nhau, cùng gật đầu ra hiệu. Thân hình ba người dữ dội lướt tới, cùng lúc ra tay, như lang như hổ hướng Tử Nghiên vọt tới. Tốc độ ba người Hoàng Hiên cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Tử Nghiên. Ánh mắt điên cuồng nhìn chằm chằm vào trái cây đang tản ra mùi thơm lạ lùng trên tay nàng. Chỉ cần có thứ này, Thiên Yêu Hoàng tộc sẽ xuất hiện tân huyết mạch ma thú chí tôn. Loại huyết mạch này so với Thái Cổ Hư Long sẽ cường đại hơn. Long Hoàng căn nguyên quả là thuộc Thiên Yêu Hoàng tộc chúng ta. Suy nhiên ngay tại lúc bàn tay ba người sắp chộp lấy Long Hoàng căn nguyên quả trên bàn tay nhỏ bé của Tử Nghiên, thì không gian bên cạnh nàng vỡ ra một lỗ hổng lớn. Một đạo thân ảnh cường tráng vượt qua không gian mà ra, một luồng uy áp rất mạnh đột nhiên buông xuống. Dưới uy áp này, những cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc sắc mặt tái nhợt, mà thân hình ba người Hoàng Hiên đang vọt tới cũng đột nhiên đọng lại. Trên mặt ba người nhanh chóng tràn ngập một vẻ kinh hãi, bóng người hiện lên, tràn ngập khí phách giận dữ lạnh lùng. Năng lượng trong phiến thiên địa này nhanh chóng trào dâng. Tộc nhân của Thái Hư Cổ Long bộ tộc cũng không phải là người mà bọn tạp mao điểu các ngươi có thể động được. Các bạn đang nghe chuyện Đấu Phá Thương Khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1264, Hắc Kình. Tiếng cười giận dữ bá đạo, tựa như cửu thiên kinh lôi vang vọng không dứt. Trong tiếng cười giận dữ đó ẩn chứa long uy cực kỳ cường hãn, làm cho đấu khí trong cơ thể của không ít người trở nên tán loạn, không còn thông suốt như bình thường. Thái Cổ Hư Long. Ánh mắt kinh hãi của ba người Hoàng Hiên nhìn theo thân ảnh cường tráng bước ra từ trong không gian liệt phùng, một sự sợ hãi nhanh chóng xông lên đầu. Trong ma thú giới, tuy
Tuy nói Thiên Yêu Hoàng tộc cùng Thái Cổ Hư Long là hai bộ tộc đứng đầu, nhưng bọn hắn cũng hiểu được chí tôn chân chính của ma thú giới vẫn luôn là Thái Cổ Hư Long. Vị trí này Thái Cổ Hư Long tuy ẩn nhẫn nhiều năm, nhưng Thiên Yêu Hoàng tộc như trước không dám có chút dị động. Ở thời viễn cổ, cho dù là lão tổ tông Thiên Hoàng bộ tộc cũng khó ngăn chặn Thái Cổ Hư Long, càng không nói đến tiểu bối hậu duệ như bọn họ ngày nay. Đối với Tử Nghiên là Thái Cổ Hư Long còn bị vây trong ấu niên kỳ, ba người Hoàng Hiên còn có thể kiên cường. Nhưng tại trước mặt Thái Cổ Hư Long thành thục thì sự kiên cường kia lại biến mất nhưng bọt nước. Ba người nhanh chóng liếc nhau ra hiệu, đột nhiên đấu khí trong cơ thể dữ dội tuôn ra, mạnh mẽ thoát khỏi không gian ngưng kết, thân hình nhanh chóng lùi lại phía sau bá. Nhưng thân hình ba người vừa động, bóng người cường tráng đang bước ra khỏi không gian liệt phùng kia liền cất tiếng cười lạnh. Bàn tay to tướng hướng về không gian xa xa, hung hăng quạt mạnh xuống. Sau đó những người đang có mặt đều trợn tròn mắt khi nhìn thấy trên mặt ba người Hoàng Hiên đột nhiên phát ra một tiếng động thanh thúy, đồng thời một cái dấu tay đỏ chói xuất hiện trên khuôn mặt ba người. Phụt! Một tát này đánh xuống, ba người Hoàng Hiên liền phun ra một ngụm máu tươi. Trong ánh mắt kinh hãi của phần đông cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc, thân thể ba người như chúng phải đòn nghiêm trọng, bay ngược trở ra, hung hăng rơi xuống đất. Lực đạo đáng sợ đem quảng trường cứng rắn tạo ra ba cái hố sâu cực lớn. Tê nhìn ba người Hoàng Hiên mình đầy máu tươi nằm trong hố sâu, tất cả mọi người đều hung hăng hít một luồng khí lạnh. Trên gương mặt đám người Phượng Thanh Nhi mồ hôi chảy ròng ròng, đầy vẻ khiếp sợ. Ba gã cường giả thực lực ngũ tinh đấu tôn cũng không thể đón nổi một cái tát tùy tiện của một Thái Cổ Hư Long trưởng thành. Trên bầu trời, đoàn người Tiêu Viêm cũng cực kỳ khiếp sợ. Bọn họ khẽ liếc nhìn nhau rồi nhìn bóng dáng cường tráng bên cạnh Tử Nghiên, trong lòng cực kỳ chấn động. Thực lực của Thái Cổ Hư Long thành thục quả nhiên đáng sợ. Theo suy đoán của Tiêu Viêm thì, vị Thái Cổ Hư Long này ít nhất cũng đạt đến cấp độ thất tinh thậm chí bát tinh đấu tôn. Vì vậy mới dễ dàng đem ba người Hoàng Hiên đánh cho không có lực hoàn thủ. Cả phiến thiên địa này đều bị một cái tát hung hăng làm yên tĩnh lại. Ở phía xa xa, Đường Chấn đang chiến đấu kịch liệt cùng Băng Hà Tôn giả cũng kinh hãi vội vàng thu tay lại, trên vầng trán mồ hôi lạnh dày đặc. Trên đại lục, Thái Cổ Hư Long là một chủng tộc ma thú thần bí. Cho dù là hắn cũng chưa hề thấy qua, không ngờ hôm nay lại có dịp trông thấy tận mắt. Tiêu Viêm đến tột cùng là ai? Không chỉ có thể đưa tới sự tương trợ của cổ tộc, hiện giờ lại được Thái Cổ Hư Long trợ giúp. Người này không thể trêu chọc được. Trong lòng Băng Hà Tôn giả ý niệm xoay chuyển, sâu trong nội tâm trào ra kiên kỵ rất lớn đối với Tiêu Viêm. Còn có ai dám đến cướp đoạt? Thân ảnh cường tráng song trưởng ôm ngực, tùy ý đứng trên bầu trời. Một cỗ khí thế bá đạo tràn ra, làm cho trong quảng trường không có một người dám mở miệng nói chuyện. Các hạ chắc là tiền bối của Thái Cổ Hư Long bộ tộc, lại đối với mấy tiểu bối Thiên Yêu Hoàng tộc chúng ta đùa giỡn uy phong, cũng không có bản lãnh gì. Bạch y nam tử này ngày thường cũng là tâm cao khí ngạo. Nhìn thấy nhiều cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc bị đối phương nói một câu làm sợ tới mức không dám trả lời thì không khỏi thầm giận, lập tức trầm giọng nói. Thiên Yêu Hoàng tộc vẫn còn có mặt mũi cùng lão tử nói những lời này. Lúc trước ba con tạp mao điểu kia cũng đã làm chuyện như vậy. Trên hư không, đại hán mặc một kiện áo da đơn giản cúi đầu nhìn xuống bạch y nam tử, chợt lạnh lùng nói, không có bản lĩnh thì cút sang một bên đi, muốn cùng lão tử giao oai so nắm đấm sao. Bọn tạp mao điểu các ngươi, lão tử sớm đã xem không vừa mắt. Long hoàng căn nguyên quả, cũng không phải các ngươi có thể nhúng tay. Đại hán mở miệng một tiếng lão tử, khí thế bộc lộ làm cho nhiều người phải cúi mặt. Theo lời nói này, bọn hắn cũng nghe rõ ràng là muốn cùng đại hán này nói chuyện, không cần phân rõ phải trái mà phải so nắm tay không cứng rắn, không thì cút sang một bên đi. Sắc mặt bạch y nam tử lúc trắng lúc xanh, nhưng không dám tiếp tục nói thêm cái gì. Lấy thực lực của đại hán, một đấm liền có thể đưa hắn miểu sát. Ụ. Trên sân rộng, ba người Hoàng Hiên rốt cục chật vật bò lên trong hố sâu, khuôn mặt đầy máu. Ba người liếc nhau, đều có vài phần nản lòng, xem ra Long Hoàng căn nguyên quả cũng hoàn toàn không chiếm được. Mặc dù, Thiên Yêu Hoàng tộc có thể tiếp tục phái ra cường giả có thể địch nổi người này. Nhưng nếu Thái Cổ Hư Long bộ tộc đã chú ý tới Long Hoàng căn nguyên quả, tuyệt đối sẽ không cho phép Thiên Yêu Hoàng tộc đem nó đến tay. Tiểu nha đầu, lần này ngươi hắc thúc tới cũng không muộn phải không? Nhìn thấy tràng diện mọi người kinh sợ,
Lúc này đại hán mới quay đầu lại, đối với Tử Nghiên cười nói. Còn có con rùa già kia, Tử Nghiên đưa bàn tay nhỏ bé chỉ về hướng Trích Tinh lão quỷ cách đó không xa, hừ lạnh nói. Nhìn thấy Tử Nghiên chỉ về mình, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ nhất thời biến đổi, nhanh chóng quát lên. Lão phu chính là người của hồn điện cái rắm, đánh ngươi một cái thì hồn điện dám đối với Thái Hư Cổ Long bộ tộc tuyên chiến hay sao? Đại hán tự xưng hắc thúc trừng mắt, bàn tay to lớn lại giơ lên lần nữa, đối với Trích Tinh lão quỷ liền hung hăng tát qua. Đại hán phát ra một chưởng, đám người Tiêu Viêm liền nhận thấy không gian đột nhiên nổi lên một trận dao động cực kỳ kỳ quái. Mà loại dao động này lập tức đem cổ lực đạo đáng sợ của đại hán trong nháy mắt truyền đưa ra ngoài. Nghe nói Thái Hư Cổ Long bộ tộc có thiên phú xuyên qua hư vô không gian, bọn họ vận dụng không gian chi lực, cũng không ai sánh bằng, trong lòng Tiêu Viêm thì thào tự nói. Nhìn thấy đại hán nói động thủ liền động thủ, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ cực kỳ khó coi, đấu khí trong cơ thể vội vàng bùng phát ra, trên thân thể hình thành một tầng phòng hộ. Thình thịch lực đạo đáng sợ trong nháy mắt dung nhập không gian, sau đó mạnh mẽ đập trên thân thể Trích Tinh lão quỷ. Khuôn mặt lão trực tiếp đỏ rực lên, một ngụm máu tươi không nén được phun ra ướt đẫm. Thân hình giữa không trung chật vật lùi lại hơn 10 mét mới chậm rãi ổn định. Lăn, đi thật xa cho lão tử. Người nơi này, bọn nhãi nhép các ngươi không có tư cách động tới. Một cái tát đánh bay Trích Tinh lão quỷ, sắc mặt đại hán lạnh lùng, lớn tiếng quát. Trích Tinh lão quỷ lau đi máu tươi trên khóe miệng, nắm tay nắm chặt, ánh mắt âm lãnh không cam lòng. Nhưng với lực lượng áp chế tuyệt đối của đại hán áo da, hắn cũng hiểu được, nhiều lời vô ích, ngược lại sẽ đưa tới càng nhiều cường giả. Hôm nay có bộ tộc Thái Cổ Hư Long tương trợ, mấy cái hài cốt đấu thánh trên người Tiêu Viêm, hắn chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhìn quảng trường im lặng trong nháy mắt, đám người Tiêu Viêm liếc nhau cũng đều cười khổ một tiếng. Đây là lực lượng áp chế tuyệt đối, trước mặt lực lượng chân chính, bất kỳ thủ đoạn gì cũng đều không hề có tác dụng. Ân, làm cũng không tệ lắm. Lần này ta sẽ không tố cáo chuyện của ngươi, Tử Nghiên có cảm giác vừa lòng, gật gật đầu, rất là rộng lượng nói. Nghe được hai chữ cáo trạng, vẻ mặt đại hán liền buồn bực, lặng lẽ không nói gì, hiển nhiên là chịu không ít thiệt thòi. Hừ, lần này coi như ngươi chạy tới rất nhanh, bằng không nếu Long Hoàng căn nguyên quả xảy ra sai lầm, vậy cũng không phải cứ bế quan là có thể triệt tiêu được rồi. Tử Nghiên hếch lên cái miệng nhỏ nhắn, hừ nhẹ nói. Hắc hắc. Đại hán tự xưng hắc thúc nghe vậy, liền cười ha hả. Hắn cũng biết tầm quan trọng của Long Hoàng căn nguyên quả, nếu như để Thiên Yêu Hoàng tộc lấy được vào tay, vậy thì những lão gia hỏa trong tộc kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn. Này, đây là Hắc Kình, cũng là tộc nhân Thái Hư Cổ Long bộ tộc. Bọn họ đều là bằng hữu của ta. Tử Nghiên quay đầu, đối với đám người Tiêu Viêm cười nói, câu nói sau cùng, tự nhiên là nói với đại hán tên Hắc Kình kia. Tiêu Viêm gặp qua Hắc Kình tiền, bối Tiêu Viêm cung kính chắp tay, hắn biết đại hán này mặc dù thoạt nhìn tuổi không phải là rất lớn, nhưng chỉ sợ chân chính là lão yêu quái sống mấy vạn năm. Ngươi là Tiêu Viêm sao? Là hậu bối của Tiêu Huyền. Không ngờ hiện giờ Tiêu tộc còn có thể xuất nhân vật cỡ này, không hổ đã từng là một trong viễn cổ ba tộc. Nhưng đáng tiếc huyết mạch suy yếu rất nhiều. Hắc Kình nhìn Tiêu Viêm cười nói, một câu cuối cùng lại chỉ có hắn tự mình nghe thấy. Tiêu Huyền, viễn cổ ba tộc. Tiêu Viêm sửng sốt. Tiêu Huyền là tổ tiên kiệt xuất nhất của Tiêu gia, hắn đã nghe qua, nhưng còn viễn cổ ba tộc quả thật có chút mờ mịt. Năm đó khi ta cùng Tiêu Huyền biết nhau, ta cũng như Tử Nghiên bây giờ, không hơn kém bao nhiêu đâu. Hắc Kình nhếch miệng cười, vỗ vỗ đầu Tử Nghiên, nhưng về phần viễn cổ ba tộc, hắn vẫn không trả lời, chỉ giơ giơ bàn tay to lớn, nói, không nói nhiều, đi thôi. Trước tiên ta mang bọn ngươi rời khỏi nơi này, miễn cho đám gia hỏa phiền não lại đây làm rộn. Mặc dù Tiêu Viêm ôm một bụng nghi hoặc, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ có thể gật gật đầu. Thấy thế, bàn tay Hắc Kình tùy ý vung lên, hư vô không gian trước mặt liền xuất hiện một cái khe nứt. Sau đó trong phần đông ánh mắt soi mói, hắn bước vào trong khe nứt, đám người Tiêu Viêm chần chừ một chút, cũng theo chân đi vào trong đó. Khi người cuối cùng đi vào không gian liệt phùng thì Hắc Kình quát lạnh một tiếng, trong cái khe ầm ầm truyền ra, vang vọng trong tai tất cả bọn người Thiên Yêu Hoàng tộc. Hừ, ngày sau Thiên Yêu Hoàng tộc làm việc phải thu liễm một ít, các ngươi thật sự cho rằng Thái Cổ Hư Long bộ tộc không xuất thế thì có thể làm càn sao? Cho dù viễn cổ Thiên Hoàng tộc ta còn không sợ, huống chi hạng người hậu duệ các ngươi chỉ dựa vào truyền
Thừa huyết mạch Thiên Hoàng nghe được tiếng quát uy hiếp rất đậm, sắc mặt đám người Hoàng Hiên cũng trở nên dị thường khó coi. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1265, phân biệt. Mắt thấy đám người Tiêu Viên biến mất vào trong không gian liệt phùng, đám người Thiên Yêu Hoàng tộc chỉ biết trố mắt nhìn nhau, không một ai dám lên tiếng ngăn cản. Hoàng trưởng lão, chẳng lẽ ngài để cho bọn chúng cứ như thế mà mang đi Long Hoàng căn nguyên quả sao? Gã nam tử bạch y nghiến răng, mang vẻ mặt không cam lòng hỏi. Vậy thì ngươi có biện pháp nào khác à? Xông lên liều mạng với bọn nó. Cho dù đám chúng ta có chết sạch sẽ thì ngươi cũng đừng hòng làm rụng một cọng lông của bọn chúng. Lúc này, Hoàng Hiên cũng đang tràn đầy phẫn nộ, lại nghe được mấy lời như chó sủa của tên kia, thì liền giáng cho tên kia hai cái bạt tai thật mạnh, mong nhờ nó mà mình hạ hỏa được một chút. Phanh, thật không ngờ, con A đầu kia lại là người của bộ tộc Thái Hư Cổ Long, nếu không phải vì nó, quả Long Hoàng bản nguyên quả ấy đã lọt vào túi của Thiên Yêu Hoàng tộc ta rồi. Phượng Thanh Nhi nghiến răng thốt, chúng ta đã phái rất nhiều cường giả tới đây, thế mà. Nếu lần này lại thất bại nữa, sợ là khi chúng ta quay về e rằng. Hoàng Hiên vội hít sâu một hơi, cố gắng làm cho bản thân mình tỉnh táo trở lại. Chỉ một lát sau ánh mắt hắn lại đảo quanh, vội xoay người, bước nhanh tới hành lang phía trước, Hoàng trưởng lão. Thấy thế, đám người Phượng Thanh Nhi cũng đều ngẩn ngơ. Đi, chúng ta đi tới thú linh cháo ở đằng kia, cùng nhau đem đám hài cốt của Thiên Hoàng về. Mặc kệ thế nào, ta không thể mang tay không mà về được. Mặc kệ, nó có hữu dụng hay không, ít nhất cũng có thể chặn họng vài tên. Hoàng Hiên sắc mặt đen thui, vung vẩy tay áo, bước nhanh vào dãy hành lang phía trong, đám người Phượng Thanh Nhi thấy thế cũng vội chạy theo sau. Mấy khối hài cốt bên kia đều trải qua không biết bao thời gian, sớm đã thành phế phẩm, xem ra nếu đem chúng về chắc cũng chả có tác dụng gì. Nhìn đám người Thiên Yêu Hoàng tộc nhanh chóng rút đi, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ cũng dần trở nên âm lãnh, ánh mắt nhìn đăm đăm vào chỗ mà đám người Tiêu Viêm vừa biến mất. Âm u thốt, Tiêu Viêm, mày chờ xem, không lâu nữa tao sẽ gặp lại mày, tới lúc đó thì cũng là lúc mà mày và cái tinh thần các của mày bị hủy diệt hoàn toàn. Nói xong mấy lời vô cùng oán độc kia, hắn cũng không hề đứng yên, thân hình nhẹ chuyển, nhanh chóng lướt đi ra bên ngoài khu di tích. Ở một ngọn núi cách hài cốt sơn mạch hơn trăm dặm, không gian bỗng nhiên sao động, một khe nứt đen ngòm xuất hiện, mấy bóng người đang vội vã phóng ra. Đa tạ Hắc Kình tiền bối đã ra tay tương trợ. Chân vừa chạm đất, Tiêu Viêm đã chắp tay hướng một vị đại hán cường tráng cười nói. Chỉ việc nhỏ thôi, lúc đi mấy lão gia hỏa trong tộc cũng đã nhắn ta nói với ngươi mấy lời cảm ơn. Cảm tạ ngươi đã chăm sóc Tử Nhiên mấy năm nay, phần nhân tình này tộc Thái Hư Cổ Long ta sẽ tìm cơ hội trả cho ngươi. Hắc Kình khoát tay đáp. Hắc Kình tiền bối khách khí rồi, vãn bối vẫn luôn đối đãi Tử Nhiên như là muội muội, chăm sóc nàng là việc phải làm thôi. Tiêu Viêm nghiêm mặt đáp lời, ban đầu khi mới nhận thức Tử Nhiên, hắn còn chưa nhận ra được bối cảnh đằng sau của nàng. Khi đó hắn chỉ cảm thấy nha đầu này thật đáng yêu, rất hợp với hắn nên đã tìm mọi cách chiếu cố nàng ta. Nga, thân phận của nha đầu kia có chút đặc biệt, nàng đối với tộc ta rất trọng yếu, nàng không thể xảy ra chuyện được. Ngươi có thể đưa nàng an toàn về lại Trung Châu, hơn nữa giúp nàng bắt được liên lạc với chúng ta, phần nhân tình này rất lớn. Hắc Kình liếc mắt nhìn qua Tử Nhiên, rồi lại lắc lắc đầu đáp. Được rồi, ngươi cũng đừng nhiều lời nữa, lại thêm phiền ta, dù sao sau này tộc Thái Hư Cổ Long cũng sẽ trả lại cái ân tình này của ngươi. Nơi này cách hài cốt sơn mạch không xa, ngươi chỉ cần đi về phía đông là có thể ra khỏi thú vực, nhưng Tử Nhiên phải theo ta trở về bổn tộc. Về làm gì? Tôi không về đâu, nơi đó chả có cái gì vui chơi cả. Nghe phải trở về bổn tộc, đôi mày cong vút của Tử Nhiên nhíu lại, lắc đầu quầy quậy. Ngươi nói với ta cũng vô dụng, đây là lệnh của mấy lão gia hỏa kia, nói rằng ngươi đi chơi đã đủ rồi. Nghi thức cổ long truyền thừa vẫn chưa hoàn thành xong, lần này ngươi phải hoàn thành triệt để mới có thể ra ngoài. Với lại bây giờ ngươi tìm ra Long Hoàng căn nguyên quả, thứ này cần phải có ngươi để xử lý. Hắc Kình giang tay đáp, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nhiên nhăn lại, mặt không hề tình nguyện chút nào. Thực lực của ngươi bây giờ đi theo Tiêu Viêm cũng chỉ thêm trói buộc hắn thôi, nói không chừng ngày nào đó còn liên lụy đến hắn.
Sự tình này chắc ngươi muốn thấy à? Hắc Kình vừa cười vừa đáp, nhanh chóng hoàn thành xong việc truyền thừa, thực lực ngươi cũng sẽ tăng vọt. Khi đó cũng không ai ngăn ngươi ra ngoài nữa, lúc ngươi đi tìm Tiêu Viêm, bọn hắn có thể giúp ngươi không ít việc. Nghe vậy, Tử Nghiên hơi ngẩn người, sau đó cúi đầu nản lòng thốt, được rồi, ông Thắng, tôi trở về với ông. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Hắc Kình, người này nhìn có vẻ tục tằng nhưng rất giảo hoạt, một câu liền nói đúng chỗ yếu của Tử Nghiên, làm nàng không thể không khuất phục. Hắc Kình dường như đọc được ý nghĩ của hắn, hướng Tiêu Viêm nhếch miệng cười cười, sau đó mắt chuyển sang Hùng Chiến, nói, tên gia hỏa nhà ngươi cũng theo ta rời đi đi. Viễn Cổ Long Hùng năm xưa cũng là một nhánh phụ của bộ tộc Thái Hư Cổ Long ta, theo ta một chuyến ngươi nhận không ít chỗ tốt đâu. Hắc hắc, tất cả nhờ Hắc Kình tiền bối sắp xếp. Hùng Chiến cười ngây ngô đáp, trước một Thái Cổ Hư Long đã thành thục, hắn có kháng cự cũng vô ích. Nếu đã vậy chúng ta liền chia tay ở đây. Tiêu Viêm chắp tay cười nói, Tử Nghiên, hảo hảo tu luyện. Tiểu Y Tiên nhẹ sờ sờ đầu Tử Nghiên, mỉm cười dặn dò, còn Tử Nghiên chỉ có thể rầu rĩ gật đầu đáp ứng. À, trước khi đi ta nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận với hồn điện, hiện giờ ngươi đã xem như là kẻ đối nghịch với bọn chúng, đừng để rơi vào tay của bọn họ. Hắc Kình gật đầu, hơi chần chừ một chút rồi mới thốt lên. Ngã Giáp Trác vẫn còn nằm trong tay bọn chúng, mặc kệ thế nào, ta cũng phải cứu hắn ra ngoài. Tiêu Viêm khẽ nói, Hắc Kình ngẩn người, nhẹ gật đầu đáp, nếu đã như vậy ta cũng không nói nhiều nữa. Cáo tử. Thanh âm vừa vang lên thì bên cạnh Hắc Kình không gian lại một lần nữa vặn vẹo, một vết rách không gian lại xuất hiện. Đi nào. Hắc Kình vung tay, xoay người chui vào khe rách, Hùng Chiến theo sát, Tử Nghiên vào sau cùng, nàng lưu luyến không rời nhìn đám người Tiêu Viêm. Đôi tay nhỏ bé nắm chặt, nghiêm giọng nói, Tiêu Viêm, lần gặp tới ta sẽ mạnh hơn ngươi, đến lúc đó ta sẽ bắt ngươi luyện đan cho ta ăn mỗi ngày. Hi hi. Nói xong, Tử Nghiên cười ngây ngô, sau đó xoay người lại bước vào trong không gian liệt phùng. Kia. Suy. Tử Nghiên vừa tiến vào thì đoạn không gian liệt phùng đó liền theo tiếng suy ấy mà biến mất. Nhìn đám người Tử Nghiên biến mất, Tiêu Viêm cũng cảm thấy có vài phần trống trải, thiếu tiểu nha đầu này bên cạnh tựa hồ cũng sung sướng hơn trước một chút. Đi thôi, nhiệm vụ lần này đã kết thúc tốt đẹp, hồn anh quả đã tới tay, xem như vấn đề linh hồn của lão sư đã có cách giải quyết rồi. Sự muộn phiền bỗng chốc tan biến, Tiêu Viêm liền tươi tỉnh lại, bàn tay vung lên, cười một tiếng to, thân hình phóng mạnh, biến thành một đạo lưu quang bay vút vào không trung, hướng về phía bên ngoài thú vực nhanh chóng lao đi. Chỉ chốc lát sau đám người Tiểu Y Tiên cũng đã đuổi kịp. Lần hành trình đến viễn cổ di tích này thu hoạch vượt xa dự đoán của đám người Tiêu Viêm, không chỉ thuận lợi có được hồn anh quả, mà còn có cơ duyên xảo hợp có được đan thú vô cùng quý hiếm nữa. Thứ này chỉ cần ra sức bồi dưỡng, sớm muộn gì cũng có thể tiến vào cửu phẩm. Khi đó, những tác dụng vô cùng thần hiệu đến bất khả tư nghị như khởi tử hồi sinh, nghịch thiên cải mệnh. Cũng có thể, thu hoạch lớn nhất đương nhiên là ba cái xương sườn lấy được từ trên hài cốt của đấu thánh. Trên ba cái xương sườn ấy cất giấu chính là đấu kỹ của thiên giai. Chẳng qua là Tiêu Viêm không có thời gian lập tức phá giải nó, mọi chuyện đều phải trở về tinh vẫn các mới có thể từ từ nghiên cứu. Ở thú vực, hiện tại bọn họ xem như đã đắc tội hai tộc lớn nhất là Thiên Yêu Hoàng tộc và U Địa Minh Mãng, chiếm đa số ở thú vực, bởi vậy đám người Tiêu Viêm cũng không dám ở chỗ này quá lâu. Khi chia tay đám người Hắc Kình xong thì hắn suốt đêm chạy ra khỏi thú vực, khi hắn dùng tốc độ cao như thế mà chạy thì vẻn vẹn chỉ mất một ngày hắn đã đi ra khỏi phạm vi của thú vực rồi. Sau khi rời khỏi thú vực, Tiêu Viêm liền tìm cách chuyển đến đám người Mộ Dung Thanh Loan ở thú vực một cái tin nhắn, sau đó hắn mang theo đám người trở về Tinh Vẫn Các. Tinh Vẫn Các, sau một đỉnh núi, một thân ảnh già nua đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, thân hình lão ta thoáng có chút mờ ảo, tuy là mông lung nhưng lại tỏa ra những uy áp linh hồn mênh mông. Lặng lẽ mà tràn ngập, trong Tinh Vẫn Các này, người có linh hồn lực mạnh mẽ như thế ngoại trừ Dược lão ra thì không thể có người nào khác được. Lão gia hỏa, ta đã thầm liên hệ mấy lão quái quan hệ không tệ năm xưa, bọn họ cũng đã cho ta câu trả lời thuyết phục. Chỉ cần ngươi khôi phục được thực lực năm xưa, ngươi vẫn là khách khanh của Tinh Vẫn Các. Phía sau Dược lão, Phong Tôn giả cười nói. Ừ, nếu ta có thể khôi phục lại thực lực đỉnh phong, thì Tinh Vẫn Các liền có thể có thực lực làm cho hồn điện kinh sợ, có sự bảo đảm an toàn, bọn họ tự nhiên là đồng ý thôi.
Dược lão cười đáp, cũng không hề cảm thấy quá bất ngờ. Phong tôn giả nhẹ gật đầu một cái, rồi liền trầm ngâm thốt, đám Tiêu Viêm đi cũng được một đoạn thời gian rồi. Cũng không biết có thể có được hồn anh quả hay không nữa, nghe nói di tích lần này hấp dẫn không ít cường giả tới tham gia. Ngươi cứ yên tâm đi. Dược lão nhẹ cười, đôi mắt đang khép hờ bỗng từ từ mở ra, nhìn đăm đăm về phía lối ra vào của tinh giới, vùng không gian ở nơi đó đang nổi lên những dao động rất nhỏ. Thấy Dược lão tin tưởng Tiêu Viêm như thế, Phong tôn giả cũng hơi ngẩn ra. Theo ánh mắt của Dược lão, hắn thấy không gian nơi đó đang từ từ vỡ ra, những thân ảnh quen thuộc dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Nhìn bộ dạng phong trần mệt mỏi kia, đúng là đám người Tiêu Viêm đã về tới Tinh Vẫn Các. Này lão gia hỏa kia, chúc mừng ngươi nhé, nguyện vọng của ngươi cuối cùng cũng thực hiện được rồi. Phong tôn giả thoáng có chút hâm mộ, nhẹ giọng bảo, ngươi đã tìm được một đệ tử tốt. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1266, hình xăm thần bí. Thân hình Tiêu Viêm chậm rãi đáp xuống đỉnh núi của Hậu Sơn. Ôm quyền với Dược lão đang mỉm cười ngồi xếp bằng trên một tảng đá, nói, may mắn không làm nhục mệnh. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, Phong tôn giả bên cạnh khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Giơ ngón tay cái lên với Tiêu Viêm, hay lắm nhóc. Không sao chứ? Dược lão cười hỏi, cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Tiêu Viêm nhún vai, kể đại khái những gì đã diễn ra trong di tích. Lại là lũ hồn điện đó. Dược lão gật nhẹ đầu, hàn quang trong mắt lão lóe lên. Tiêu Viêm cười cười, búng ngón tay ra. Một hộp gỗ xuất hiện rồi bay đến trước mặt Dược lão. Nắp hộp tự động mở, lộ ra trái cây màu vàng lớn bằng một đứa trẻ sơ sinh. Đúng là hồn anh quả, lại còn là kim phẩm hồn anh quả có phẩm chất tốt nhất nữa. Nhìn trái cây màu vàng này, dù lấy định lực của Dược lão cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, hồn anh quả có hai cấp bậc là ngân phẩm hồn anh quả và kim phẩm hồn anh quả. Dược tính của kim phẩm mạnh hơn ngân phẩm rất nhiều. Mà hồn anh quả mà Tiêu Viêm tìm được ở khu rừng viễn cổ kia lại đúng là kim phẩm. Có kim phẩm hồn anh quả này, phần căn nguyên hồn khí bị hao tổn của ngươi nhất định sẽ được bù đắp hoàn toàn. Phong tôn giả vuốt râu cười nói, lão sư, hôm nay người nên bế quan luôn đi, tranh thủ thời gian bù đắp hồn khí, đến lúc đó có thể bắt đầu luyện chế thân thể rồi. Tiêu Viêm khẽ nhắc nhở, Dược lão mỉm cười nhìn Tiêu Viêm. Đột nhiên lão nhẹ giọng nói, con có nhớ phụ thân mình không? Nghe Dược lão đột nhiên nhắc tới việc này, Tiêu Viêm hơi ngẩn ra, trong mắt hắn xuất hiện sự vẻ náy sâu đậm. Tiêu Chiến là cha hắn, trong người của cả hai đều chảy xuôi một dòng máu. Từ khi còn nhỏ, ông đã hết lòng chiều chuộng, ngay cả thời điểm tăm tối nhất trong cuộc đời hắn, sự sủng ái này vẫn không hề thay đổi. Tất cả chỉ có một lý do, họ là cha con. Hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng không có bất kỳ thứ gì có thể làm nó phai mờ. Tính ra, thời gian cha rơi vào tay hồn điện còn lâu hơn cả Dược lão. Năm đó, khi ông bị bắt, Tiêu Viêm còn là một thiếu niên bồng bột, đơn thương độc mã xông vào Vân Lam Tông. Tiêu Chiến rất kỳ vọng vào đứa con út này, ông luôn tin rằng Tiêu Viêm sẽ thay đổi Tiêu gia, dẫn dắt gia tộc suy tàn này trở nên cường đại. Giờ Tiêu Viêm đã là cường giả có tiếng tăm ở Trung Châu. Nếu đặt ở Gia Mã Đế Quốc thì đã đủ trở thành tồn tại chỉ có trong truyền thuyết. Từ một góc độ khác, hắn đã hoàn thành sự kỳ vọng của Tiêu Chiến đối với hắn. Nhưng Tiêu Chiến lại vẫn chưa được nhìn thấy cảnh con mình hóa rồng bay cao này. Con sẽ cứu cha con. Đây là lời hứa của con với đại ca và nhị ca. Nếu con chưa cứu được, con không có mặt mũi nào quay về gặp họ. Tiêu Viêm khẽ nói, trong giọng có chút khàn khàn. Tòa núi lớn hồn điện này vẫn đè nặng trên vai hắn từ lúc còn non nớt đến tận khi trưởng thành. Nhưng may mắn hắn đã không sụp đổ, ngược lại còn phát triển nhanh chóng dưới sự áp lực đó, cho đến tận ngày nay. À, sẽ giúp con, dù có phải liều cái mạng già này đi chăng nữa. Dược lão vỗ nhẹ lên vai Tiêu Viêm, cười nói, nếu cha con có thể nhìn thấy con bây giờ, chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Tiêu Viêm cười cười, cố nén cảm giác chua xót trong lòng xuống, chợt hỏi, lão sư, người có biết cha con bị hồn điện giam giữ ở chỗ nào của Trung Châu không? Không có ở Trung Châu. Dược lão lắc đầu đáp. Nghe vậy,
Tiêu Viêm ngẩn ra, cau mày nói, con không hiểu lắm. Ta cũng không hiểu vì sao hồn điện lại coi trọng cha con đến vậy. Nguyên nhân thuyết phục nhất chính là miếng cổ ngọc trên người con. Dược lão cũng hơi nhíu mày, nói, cổ tộc có cổ giới, mà nội tình và thực lực của hồn điện cũng chẳng thua gì cổ tộc. Lão sư, ý người là hồn điện cũng có không gian riêng. Tiêu Viêm kinh hãi hỏi, hồn giới. Dược lão khẽ gật đầu, thấp giọng nói. Nhưng người biết sự tồn tại của hồn giới thì dù nhìn khắp Trung Châu cũng chẳng có mấy ai. Cho dù là cửa vào, ngay cả ta cũng không biết. Cha con bị giam tại hồn giới. Tiêu Viêm trầm giọng nói. Ừm. Tiêu Viêm nắm chặt tay lại, ngón tay nhẹ nhàng ma sát vào nạp giới. Một miếng cổ ngọc lặng lẽ xuất hiện, Đa Xá Cổ Đế Ngọc, mục tiêu của hồn điện. Nhưng giữ nó nhiều năm như vậy, hắn vẫn chưa cảm giác được nó có tác dụng gì đặc biệt. Ngoại trừ lần tu luyện dưới đáy tháp của Già Nam Học Viện, miếng cổ ngọc này có một chút dị động, từ đó đến giờ vẫn chưa từng xuất hiện lần thứ hai. Hồn điện này khổng lồ mà thần bí. Qua sự điều tra bí mật của ta, nghe nói trước kia nó còn được biết đến dưới một cái tên khác. Dược lão híp mắt lại, nhẹ giọng nói, hồn tộc, hồn tộc. Tay nắm cổ ngọc của Tiêu Viêm hơi run lên, bật thốt, không lẽ nó giống với cổ tộc, được truyền thừa xuống từ thời viễn cổ. Cái này, ta cũng không chắc, nhưng cô vợ nhỏ kia của con chắc sẽ biết được vài tin tức giá trị. Dược lão lắc đầu thở dài, càng tiếp xúc lại càng cảm thấy thế lực này thần bí mà cường đại đến mức nào. Huân Nhi sao? Tiêu Viêm gật nhẹ đầu. Những điều ta có thể nói cho con biết chỉ có vậy. Nhưng bất kể tương lai con và hồn điện thế nào, lão sư vẫn sẽ đứng về phía con. Cho dù phải liều cái mạng già này, Dược lão mỉm cười, vỗ vỗ lên vai Tiêu Viêm. Sau đó lão cầm lấy hộp gỗ, thong thả bước xuống núi. Nhìn bóng lưng Dược lão và Phong Tôn giả dần biến mất, Tiêu Viêm cũng nở nụ cười, thở dài một tiếng. Ngẩng đầu nhìn trời, trên khuôn mặt hắn hiện lên vẻ kiên nghị. Cha, cho dù hồn điện mạnh đến mức nào, con cũng sẽ cứu người ra. Chờ con. Sau khi giao hồn anh quả cho Dược lão, lão liền bế quan ngay lập tức để bổ sung căn nguyên hồn khí đã bị tổn thất. Đến lúc khôi phục, không chừng còn có hy vọng đột phá cánh cửa của cảnh giới đấu thánh kia nữa. Mà sau khi Dược lão bế quan, nhóm người Tiêu Viêm cũng nghỉ ngơi hồi phục vài ngày. Trong mấy ngày này, đám người Mộ Thanh Loan cũng trở về Tinh Vẫn Các. Sau khi nghe được nhiệm vụ đã hoàn thành, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Nghỉ ngơi hồi phục vài ngày, đem trạng thái khôi phục đến toàn thịnh. Lúc này, Tiêu Viêm lại bắt đầu đau đầu, nguyên nhân chính là độc tố trong cơ thể Thanh Lân. Đế Mãng Thực Tâm Độc là kịch độc nổi tiếng ở Trung Châu. Tục truyền, loại độc này không có thuốc giải. Nhưng giống như Tiêu Viêm đã nói, những loại độc chưa giải được chẳng qua là chưa tìm ra cách mà thôi. Vì vậy, hắn chôn đầu tìm kiếm trong đống sách của Dược lão, thậm chí còn mượn cả Thất Thải Độc Kinh của Tiểu Y Tiên để tham khảo một phen. Nhưng tuy nói bị loại kịch độc này làm đau đầu, nhưng ông trời không phụ người có tâm. Sau khi mò mẫm 5 ngày, rốt cuộc Tiêu Viêm cũng tìm ra một phương pháp để giải độc. Hậu Sơn Tinh Vẫn Các, một sơn động yên tĩnh lạnh lẽo. Trong sơn động có một hồ nhỏ do nham thạch tạo thành. Giờ phút này, nước trong hồ đang sôi lên ủng ục, nhìn như đang bị một cái lò khổng lồ nung nóng vậy. Bên cạnh hồ, Tiêu Viêm lấy một ít thuốc bột ra từ nạp giới, sau đó rắc xuống hồ. Đến khi nước trong hồ dần chuyển thành màu đỏ nhạt, hắn mới dừng tay lại. Khẽ vung tay lên, một bình ngọc nhỏ xuất hiện. Bên trong có một luồng năng lượng tinh thuần đậm đặc như thực chất vậy. Ồ, nhìn bình ngọc này, tiểu thú màu trắng trong lồng ngực Tiêu Viêm khẽ kêu lên một tiếng. Vẻ mặt nó giờ đây cực kỳ uể oải, ngay cả màu da cũng ảm đạm đi rất nhiều. Yên tâm đi, về sau sẽ bù cho ngươi. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, lấy vài viên đan dược ra nhét vào trong miệng tiểu thú, lúc này nó mới tươi tỉnh lên một chút. Thấy thế, Tiêu Viêm mới thở ra một hơi, hắn hao tâm tổn sức mãi mới ép được vật nhỏ này xì ra một chút máu. Ục ục, bình ngọc hơi nghiêng, một chất lỏng màu bạc từ từ chảy xuống hồ. Nhất thời, những tiếng ùng ục vang lên liên tiếp như pháo nổ. Mà tùy theo loại chất lỏng này chảy xuống hồ, một luồng năng lượng cực kỳ tinh thuần cũng truyền ra từ trong nước. Thanh Lân, cởi bỏ quần áo rồi tiến vào hồ đi. Nếu có thể hấp thu những năng lượng này thì ngươi sẽ ổn định được cảnh giới đấu tôn. Tiêu Viêm cất bình ngọc đi, nghiêng đầu cười với Thanh Lân bên cạnh. Nghe vậy,
Thanh Lân hơi ngẩn ra, sau đó đỏ bừng mặt. Ta hiểu rồi. Nhìn thấy bộ dạng của nàng, Tiêu Viêm cười cười, quay người sang chỗ khác, nói, vì phải tùy thời thêm vào vài loại thuốc nên ta không thể rời đi. Thanh Lân đỏ mặt, một tiếng nhỏ như mũi kêu, sau đó nhanh chóng cởi bỏ quần áo, chỉ nghe thấy phốc một tiếng, nàng đã nhảy vào trong hồ. Nghe được tiếng nước, Tiêu Viêm mới quay đầu lại nhìn vào trong hồ. Thanh Lân chỉ lộ ra mỗi phần đầu, mái tóc bị nước làm ướt sũng, bám lại trên mặt, càng làm cho nàng thêm phần duyên dáng quyến rũ. Tiến vào trạng thái tu luyện, hấp thu dược lực trong nước, Tiêu Viêm ôn hòa nói. Nghe được giọng nói êm tai của Tiêu Viêm, sự ngại ngùng và khẩn trương trong lòng Thanh Lân mới từ từ yếu bớt. Nàng khẽ nhắm hai mắt lại, chậm rãi tiến vào trạng thái tu luyện. Thấy vậy, Tiêu Viêm mới hài lòng mỉm cười, vừa muốn quay đi thì ánh mắt đột nhiên dừng ở phía lưng trái của Thanh Lân. Nơi đó mơ hồ có một hình xăm thần bí, nếu nhìn kỹ thì có thể nhận ra là một con rắn lớn, nhưng điều lạ là con rắn này lại có tới 9 cái đầu. Khi Tiêu Viêm ngạc nhiên nhìn vào hình xăm này thì một cái đầu trong số 9 cái kia chợt mở hai mắt ra. Một luồng khí tức hung lệ chợt bùng phát lên từ trong lòng Tiêu Viêm, làm cho hai mắt hắn đỏ lên như máu. Học, vẻ hung lệ chợt xuất hiện đã làm Tiêu Viêm cảnh giác, thân hình hắn vội lui lại, hai mắt cũng rời ra khỏi hình xăm kia. Ánh mắt Tiêu Viêm lúc này mới dần trở lại bình thường. Nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng hắn tràn đầy vẻ kinh hãi. Tại sao trên người Thanh Lân lại có hung vật như vậy? Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1267, Viễn Cổ Thiên Xà. Áp chế sự xúc động trong lòng, Tiêu Viêm thở ra một hơi dài. Hắn hơi chần chờ một chút, đưa mắt nhìn vào lưng của Thanh Lân thêm lần nữa. Bây giờ, hắn trở nên cẩn thận hơn rất nhiều, tập trung, tinh thần, ngọn lửa màu nâu tím trào ra từ cơ thể. Trong hồ, hơi nước mờ nhạt bốc lên, hình xăm thần bí trên tấm lưng trơn bóng của Thanh Lân cũng trở nên mơ hồ. Đôi mắt của một trong 9 cái đầu cũng đã nhắm lại, cho nên việc lúc nãy vẫn không lặp lại. Tiêu Viêm nhíu mày, chăm chú nhìn vào hình xăm thần bí kia. Hình xăm hẳn là rất lớn, bởi vì phần lộ ra trên mặt nước chỉ là 9 cái đầu, bộ phận còn lại hiển nhiên là ở bên dưới, chiếm một phần khá lớn trên cơ thể. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào con rắn 9 đầu có phần thần bí kia, trong lòng có chút mờ mịt. Hắn chưa từng nghe nói đến loại ma thú nào như thế này. Hơn nữa khi khí tức hung lệ của nó phát ra thì ngay cả hắn nếu không phòng bị cũng không thể chống đỡ được, hiển nhiên không phải là loại ma thú tầm thường. Thứ này, cuối cùng là cái gì? Tiêu Viêm nhíu mày, một lúc sau vẫn không thể nghĩ ra được. Hình dạng kỳ lạ thế này, cho dù là cửu u địa minh mãng cũng không giống như vậy à. Suy tư một hồi lâu vẫn không có kết quả, Tiêu Viêm chỉ có thể lắc đầu gác nghi vấn lại trong lòng. Chờ đến khi Thanh Lân tỉnh lại, hỏi nàng là có thể biết được kết quả. Ý nghĩ này lóe lên trong lòng, Tiêu Viêm cũng không suy tư thêm nữa. Thoáng nhìn màu nước trong hồ, lại lấy ra một cái bình ngọc nhỏ từ nạp giới, đổ một chất lỏng màu hồng nhạt xuống dưới. Muốn thanh trừ hoàn toàn đế mãng thực tâm độc trong cơ thể của Thanh Lân là một quá trình phức tạp, Tiêu Viêm hôm nay đã có thể coi là một đại tông sư luyện đan chân chính. Nếu đổi lại là người khác, sợ đúng là sẽ không có khả năng giúp Thanh Lân giải độc. Tuy Tiêu Viêm biết muốn giải quyết triệt để đế mãng thực tâm độc sẽ có chút phiền phức và tốn thời gian, nhưng cũng không thể ngờ nó lại kéo dài tới gần 4 ngày. Trong 4 ngày này, Tiêu Viêm vẫn luôn ở trong sơn động. Số dược liệu bỏ vào trong hồ cũng đã sắp đạt đến 100 loại, lực lượng tinh thuần tràn ngập bên trong, thậm chí đến cả năng lượng vũ khí, cũng như muốn kết lại. Tiêu tốn một lượng lớn dược liệu và thời gian, sắc mặt của Thanh Lân ở trong năng lượng vũ khí nhìn càng lúc càng hồng hào. Khí đen còn sót lại rất ít trên trán cũng đã từ từ tiêu tán, tất cả những biển hiện này chứng minh đế mãng thực tâm độc trong cơ thể nàng đang dần được hóa giải. Chăm sóc giải độc cho Thanh Lân trong nhiều ngày, Tiêu Viêm cũng thường quan sát hình xăm thần bí phía sau lưng nàng, trải qua nhiều lần quan sát. Hắn mơ hồ phát hiện càng nhiều năng lượng tiến nhập vào thân thể Thanh Lân thì hình xăm cửu đầu xà thần bí càng trở nên rõ ràng hơn. Thậm chí, đôi mắt của 9 cái đầu cũng mở ra một chút, mà chỉ vì một chút này. Tiêu Viêm lờ mờ cảm thấy trong lòng mình như nhiễm phải một khí tức hung lệ, cũng may là ý chí của hắn kiên định,
mới không bị chín cái đầu kia ảnh hưởng. Sau khi trải qua những việc này, Tiêu Viêm lại càng thêm tò mò về hình xăm kia. Thứ này hắn thuộc về thời viễn cổ, hiện tại trên đấu khí đại lục, có lẽ đã không còn loại ma thú này tồn tại. Nếu không, cũng không đến mức mà Tiêu Viêm ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhưng tò mò là tò mò, Tiêu Viêm vẫn hiểu được việc quan trọng nhất là giải quyết độc tố trong cơ thể của Thanh Lân, bởi vậy nên cũng tĩnh tâm tiếp tục chờ đợi. Mà công việc chăm sóc chờ đợi nhàm chán này kéo dài đến ngày thứ ba, đôi mắt đã đóng chặt 7 ngày của Thanh Lân cuối cùng cũng đã có động tĩnh. Ục ục, bên trong hồ, dòng nước màu đỏ nhạt không ngừng chuyển động, hơi nước bốc lên, mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh xinh đẹp với những đường cong ẩn hiện. Gần 10 năm đã qua đi, tiểu cô nương trước kia giờ đây đã trở thành một mỹ nhân xinh đẹp động lòng người. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên tảng đá bên cạnh, đôi mắt khép hờ từ từ mở ra, hắn cảm ứng được năng lượng trong hồ bỗng xuất hiện một chút khác thường. Thành công rồi sao? Tự nói với mình một tiếng, Tiêu Viêm đột nhiên nghe thấy nhiều tiếng loạt xoạt truyền ra từ trong ao. Hắn hơi sững người, đang định đứng lên thì cả tòa sơn động bỗng trở nên rung chuyển. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến, vội vàng đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào trong ao đang tràn ngập vũ khí, tiếng động truyền ra từ đây. Hai mắt Tiêu Viêm híp lại, hắn mơ hồ thấy như có một cái bóng khổng lồ đang ẩn hiện. Nhận ra loại biến hóa quỷ dị này, Tiêu Viêm hơi nhíu mày lại, đấu khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Ngay khi đấu khí trong người Tiêu Viêm vừa vận chuyển thì năng lượng trong vũ khí đột nhiên biến động. Một con mắt lớn bỗng nhiên xuất hiện, trong con ngươi chỉ có màu xanh biếc, có ba điểm nhỏ đang lớn dần, cuối cùng hóa thành ba đóa hoa yêu dị màu xanh biếc, chuyển động quanh con ngươi. Bích xà tam hoa đồng, nhìn thấy yêu đồng này xuất hiện, trong lòng Tiêu Viêm lập tức căng thẳng, hầu như là phản xạ tự nhiên, thân hình nhanh chóng lui lại. Phốc, thân hình Tiêu Viêm vừa lui lại, chỉ thấy cái yêu đồng nổ tung, một thân ảnh to lớn phóng ra từ hồ nước, như thiểm điện đánh về phía Tiêu Viêm. Nhìn cái thân ảnh to lớn đang lao tới, Tiêu Viêm lập tức hít một hơi khí lạnh, bởi vì đó là một con rắn có 9 cái đầu. Cả thân nó có màu đỏ sậm, giống như được máu tươi thấm đẫm qua vô số năm tháng vậy. Chỉ nhìn thôi đã cảm nhận được sát khí xung thiên phát ra từ người nó. Cự xà đong đưa 9 cái đầu rắn dữ tợn, cộng lại là 18 con mắt, lúc này tất cả đều biến thành màu huyết hồng. Càng kỳ dị hơn là trong những con mắt màu huyết hồng đó lại giống y như lúc Thanh Lân thi triển bích xà tam hoa đồng. Chăm chú nhìn về phía con rắn 9 đầu đang lướt tới, mắt Tiêu Viêm lóe lên. Sau một lát, ngay khi sắp va chạm thì hắn bỗng quát lên một tiếng chói tai, Thanh Lân. Tiếng quát của Tiêu Viêm có kèm theo đấu khí, vang lên như sấm đánh giữa trời đêm, làm cho cả sơn động cũng phải run rẩy vài cái. Dưới tiếng quát này, thân thể của cự xà cũng ngừng lại, trong con mắt màu huyết hồng cũng xuất hiện một trận dãy giụa. Sau một lát, màu huyết hồng dần dần nhạt đi, thay vào đó là màu xanh biếc. Soạt. Cùng với màu xanh biếc từ từ hiện ra, thân thể khổng lồ của cự xà đột nhiên phóng ra quang mang mạnh mẽ, thân thể cũng dần bé đi, hóa thành một thân thể nhỏ nhắn, rơi xuống từ không trung. Nhìn thấy Thanh Lân đang rơi xuống, thân hình Tiêu Viêm lóe lên, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ. Cảm giác mềm mại như không xương kia làm trong lòng hắn hơi nhộn nhạo, vội vàng ổn định tâm thần, nhìn Thanh Lân dần tỉnh lại, nói, không sao chứ. Hai mắt Thanh Lân từ từ mở ra, nhìn thấy Tiêu Viêm gần ngay trước mắt, đầu tiên nàng hơi ngẩn ra. Cảm giác tiếp xúc giữa thân thể làm nàng đỏ bừng mặt, vội vàng giãy ra khỏi cánh tay Tiêu Viêm, vù một cái đã trốn sau cột đá. Nghe được âm thanh mặc quần áo phía sau cột đá, Tiêu Viêm không khỏi sờ sờ mũi, trong lòng thoáng có chút xấu hổ. Đem quần áo mặc xong, lúc này Thanh Lân với khuôn mặt đỏ hồng đi ra từ sau tảng đá, nhìn vành tai của nàng cũng đỏ lên, Tiêu Viêm ho khan một tiếng, vội vàng nghiêm mặt nói, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Thứ kia là... Nghe vậy, Thanh Lân hơi ngẩn người, hai tay vặn lại với nhau, ngại ngần nói, đó là linh hồn của viễn cổ thiên xà. Viễn cổ thiên xà, Tiêu Viêm giật mình kinh hãi, thật ra hắn cũng đã nghe nói về cái tên này. Có người nói đây là tổ tiên của ma thú loại rắn, có khả năng hủy thiên diệt địa. Là loại ma thú cùng đẳng cấp với viễn cổ thiên hoàng, nhưng số lượng viễn cổ thiên xà này còn ít hơn thiên hoàng một chút, từ thời viễn cổ thì đã bị diệt sạch chứ đừng nói đến ngày nay. Không đúng, ta nhớ rõ trên cổ thư cũng không đề cập tới việc viễn cổ thiên xà có 9 đầu a.
Đây là viễn cổ thiên xà biến dị, ta cũng không rõ vì sao lại như vậy. Trước kia khi vừa đến Trung Châu, ta đã đi lạc vào một dãy núi cổ xưa, sau đó gặp được một hài cốt viễn cổ thiên xà. Khi sử dụng bích xà tam hoa đồng thì không ngờ lại triệu hoán ra một đạo linh hồn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân đau khổ nói. Thứ này rất khó thuần phục, cho dù ta sử dụng bích xà tam hoa đồng, nó cũng không nghe theo ta, đôi lúc còn quấy rối ta nữa. Nhưng khi thực lực của ta tăng lên, lực chống cự của thứ này càng ngày càng yếu, về sau chắc sẽ có thể dễ dàng khống chế nó. Tiêu Viêm kinh ngạc, khống chế viễn cổ thiên xà biến dị. Thứ này có thể so sánh với viễn cổ thiên hoàng A. Nếu ngày sau trưởng thành, dù gặp phải cường giả đấu thánh cũng có thể đánh một trận. Ngươi không phải nói bích xà tam hoa đồng không có khả năng khống chế ma thú có huyết mạch từ thời viễn cổ này sao? Nếu như hôm nay nó có được thân thể thì ta cũng không thể khống chế nổi nó, nhưng nó chỉ là một linh hồn, hơn nữa cũng không phải ta chủ động khống chế nó, mà là nó muốn ở cùng với ta. Thanh Lân bất đắc dĩ nói, thời viễn cổ, có hai ma thú loại xà có huyết mạch vương giả đứng đầu. Một là viễn cổ thiên xà, hai là thôn thiên mãng, cửu u địa minh mãng bây giờ cũng chỉ là hậu huệ của bọn chúng mà thôi. Thôn thiên mãng, nghe được cái tên này, Tiêu Viêm hơi nhíu mày lại. Hắn nhớ rằng, Thải Lân sau khi tiến hóa sẽ trở thành thôn thiên mãng này. Độc tố trong cơ thể chắc đã được giải quyết rồi chứ? Tiêu Viêm lắc lắc đầu, đưa mắt nhìn Thanh Lân, hỏi. Thanh Lân gật đầu, cười hì hì đáp, thực lực hiện tại cũng đã đạt tới nhất tinh đấu tôn rồi. Nếu thi triển bích xà tam hoa đồng thì thực lực có thể so với tứ tinh đấu tôn của ma thú loại rắn. Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu, bích xà tam hoa đồng của nha đầu này quá kinh khủng rồi. Chưa kể đến việc có thể khống chế được ma thú loại xà, mà chỉ cần linh hồn của viễn cổ thiên xà này thôi. Ngày sau nếu có thể thuận lợi khống chế thì cũng đã có được sức chiến đấu cường hãn không gì so sánh được. Nếu độc tố đã hóa giải, vậy thì đi thôi. Tiêu Viêm phất tay, xoay người bước ra khỏi sơn động. Nếu vấn đề của Thanh Lân đã được giải quyết, như vậy tiếp theo sẽ bắt đầu luyện chế thân thể cho Dược Lão. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1268, Thiên Giai Đấu Kỹ. Trong phòng khách rộng rãi, Dược Lão ngồi ở ghế thủ vị, hai mắt khép hờ, linh hồn lực nhộn nhạo quanh người, làm cho không gian xuất xung quanh hơi vặn vẹo lên. Giờ đây, tuy linh hồn lực của Dược Lão vẫn chưa thể được như trước, nhưng phần linh hồn lực này lại làm cho người ta cảm giác bừng bừng sinh cơ, cô đọng hơn hẳn so với trước kia. Lão sư, căn nguyên hồn lực đã được khôi phục. Nhận được tin tức, Tiêu Viêm vội vã chạy đến phòng khách, liếc nhìn Dược Lão đang ngồi ở trên ghế thủ vị. Với nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể cảm nhận được sự biến đổi linh hồn lực của Dược Lão, lập tức vui mừng nói. Dược Lão chậm rãi mở mắt, nhìn Tiêu Viêm đang bước nhanh đến, gật đầu mỉm cười, nói, dược hiệu của kim phẩm hồn anh quả rất mạnh, căn nguyên hồn lực đã khôi phục đến mức cao nhất. Vậy việc luyện chế thân thể hẳn có thể tiến hành rồi chứ? Tiêu Viêm vội vàng hỏi, luyện chế thân thể còn cần rất nhiều loại nguyên liệu. Dược Lão cười đáp, yên tâm, mấy năm nay, đệ tử đã tìm được đủ những loại dược liệu này rồi. Tiêu Viêm cười cười, búng ngón tay, một cái bình ngọc xuất hiện. Trong bình ngọc, có một viên đan dược to như mắt rồng đang xoay tròn, một cỗ đan hương nồng đậm trào ra từ đó, làm cho tinh thần của bất kỳ ai ngửi thấy cũng phải run lên sảng khoái. Đây là bát phẩm đan dược. Phong tôn giả đang bước vào, nhìn thấy viên đan dược kia, trong mắt lão hiện lên vẻ kinh ngạc, hỏi. Ân, chính là bát phẩm đan dược đã trải qua ngũ sắc đan lôi. Dược Lão chậm rãi gật đầu, một câu nói rõ quả đan dược trải qua đan lôi mấy màu, sau đó vui mừng nhìn Tiêu Viêm, nói, những năm này, luyện dược thuật của con cũng không trì trệ chút nào a. Ha ha, lão già này, ngươi cứ yên tâm đi, khi Tiêu Viêm lấy chức quán quân của đan hội, thì còn trẻ hơn ngươi năm đó vài tuổi. Phong tôn giả vuốt râu cười to, lão sư, đây là sinh cốt dung huyết đan. Tiêu Viêm búng nhẹ bình ngọc, nó từ từ bay tới trước mặt Dược Lão, sau đó lại tiếp tục lấy ra một chiếc bình khác. Trong bình này, có vài giọt máu màu thanh hồng, năng lượng tinh thuần đến đáng sợ trào ra từ bên trong. Đây là tinh huyết của Thiên Yêu Hoàng, tuy khá ít, nhưng có thể sẽ có tác dụng lớn.
Tiêu Viêm cười nói, tinh huyết này chính là thứ được tinh luyện ra từ bộ hài cốt Thiên Yêu Hoàng đó. Về phần khung xương, cũng đã có một bộ hài cốt của đấu tông đỉnh phong. Tiêu Viêm vung tay lên, một bộ thi thể lạnh như băng xuất hiện trong phòng khách. Trong ba loại tài liệu, thứ hắn không hài lòng nhất chính bộ hài cốt này. Nếu là lúc trước, hài cốt của đấu tông đỉnh phong đã đủ để làm cho hắn kinh hỉ, nhưng lấy nhãn giới bây giờ của hắn, thứ này đã không thể làm Tiêu Viêm hài lòng nữa. Ha ha, nếu là hài cốt thì ở chỗ ta có một bộ hài cốt của tứ tinh đấu tôn. Phong tôn giả ở bên cạnh mỉm cười, tay áo phất lên, một cái quan tài làm bằng đá rơi ẩm xuống mặt đất. Trong quan tài, có một bộ hài cốt màu xám, mơ hồ có thể nhìn thấy ở trên thân thể, có một tầng ánh sáng mờ mờ đang lưu chuyển. Đây là cừu gia năm xưa của ta, sau khi giết hắn, vì sợ không có ai nhặt xác hộ, nên ta giữ lại luôn. Nghe phong tôn giả tùy tiện nói, Tiêu Viêm không khỏi chậc lưỡi, xem ra mối thù giữa hai người cũng không nhỏ a, nếu không sao lại lấy luôn cả thi thể như vậy. Ba loại tài liệu này đều là những tài liệu tốt nhất để luyện chế. Hẳn có thể làm cho Dược Trần khôi phục lại thực đỉnh phong trước kia. Nhưng không biết liệu có thể đột phá đấu tôn, đạt đến cấp bậc đấu thánh không? Phong tôn giả vuốt râu trầm ngâm nói, rất khó. Dược lão lắc đầu, đấu tôn và đấu thánh là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Đấu tôn, nhìn khắp cả đại lục này thì có thể tính là cường giả nhất lưu. Còn đấu thánh mới là tồn tại đứng trên đỉnh của kim tự tháp. Ở Trung Châu này, cường giả đấu tôn tuy khá ít ỏi, nhưng cũng không phải là khó nhìn thấy, nhưng đấu thánh cường giả lại khác. Lấy Tiêu Viêm làm ví dụ, hắn đến Trung Châu đã nhiều năm như vậy, lại chưa từng gặp một cường giả đấu thánh nào. Tất nhiên là không tính lần vào di tích gặp phải bộ hài cốt đấu thánh kia rồi. Nó chẳng qua chỉ là một đạo tàn hồn của đấu thánh mà thôi, không thể đem ra so sánh được. Nhưng dù là một hài cốt đã mất đi sinh cơ cũng khiến cho các cường giả như Tiêu Viêm, Trích Tinh lão quỷ phải cực kỳ chật vật. Từ đó mới biết mình chỉ là lá ếch ngồi đáy giếng, nhưng cũng nhờ vậy mà mới chân chính hiểu được sự kinh khủng của đấu thánh cường giả. Cái cảnh giới kia mới thực sự là có khả năng hủy thiên diệt địa. Nếu đã đủ tài liệu, vậy ngày mai bắt đầu động thủ, Dược Trần khôi phục lại thực lực lúc đỉnh phong thì Tinh Vẫn Các mới không cần lo sợ hồn điện đến trả thù như giờ nữa. Hồn điện bị ngươi hủy đi một phân điện, lúc trong di tích cũng bị ngươi tính kế, với phong cách làm việc của bọn chúng, tất nhiên sẽ không nuốt trôi cục tức này. Phong tôn giả trầm ngâm nói, Ân Tiêu Viêm cùng Dược Lão đều gật đầu, hiện giờ tuy mọi việc đều yên ổn, nhưng có thể thấy chỉ là phút yên lặng trước cơn bão lớn mà thôi. Sau khi trở về phòng, hắn ngồi xếp bằng trên giường, trầm ngâm một chút rồi lật bàn tay, ba cái xương sườn màu bạch ngọc xuất hiện trong tay. Ba cái xương sườn này tất nhiên là thứ bẻ từ trên bộ hài cốt kia xuống, trên đó có ghi lại thiên giai đấu kỹ. Từ sau khi trở về Tinh Vẫn Các, vì việc giải độc cho Thanh Lân, cho nên đến giờ Tiêu Viêm vẫn chưa thể tìm hiểu. Hôm nay nghe được phong tôn giả nói về việc trả thù của hồn điện, làm cho trong lòng hắn cảm thấy áp lực. Đối diện với một thế lực khổng lồ như vậy, việc đầu tiên phải làm là đề thăng sức chiến đấu của mình. Mà biện pháp đề thăng sức chiến đấu tốt nhất, tất nhiên là tu luyện cao giai đấu kỹ, và thiên giai đấu kỹ trong truyền thuyết là mạnh mẽ nhất. Cho đến tận bây giờ, Tiêu Viêm vẫn chưa thể quên được uy lực của đấu kỹ này khi bộ hài cốt kia thi triển. Xương sườn trong tay, cảm giác mát lạnh truyền tới, không hề có sự thô ráp của xương cốt, giống như thứ đang cầm là ngọc thạch vậy, trơn nhẵn mà lành lạnh, tạo cho người ta một cảm giác rất thoải mái. Trên xương sườn, chứa đầy những văn tự kỳ dị, loại văn tự này rất là huyền ảo, khi nhìn vào có cảm giác mờ mịt. Tiêu Viêm cẩn thận đem xương sườn xem xét từ đầu đến cuối, ghi nhớ toàn bộ văn tự kỳ dị này vào trong đầu, nhưng không có cách nào hiểu được. Xem ra không thể dùng phương pháp bình thường được. Trên mặt Tiêu Viêm lộ ra nét suy tư, sau một lúc, đưa xương sườn lên chạm vào trán, linh hồn lực trào ra, nhưng khi đụng vào xương sườn thì bị bắn ngược trở lại. Hắn ngẩn ra, sau đó thở ra một hơi, thì ra mặt ngoài của xương sườn có phong ấn. Hiểu ra điểm này, bàn tay Tiêu Viêm nắm chặt lại, ngọn lửa màu nâu tím trào ra từ lòng bàn tay. Sau đó vây quanh ba cái xương sườn màu bạch ngọc, nhiệt độ kinh khủng, làm cho không khí trong phòng nhanh chóng trở nên nóng bức. Từ từ, hỏa diễm kinh khủng điên cuồng thiêu đốt xương sườn, nhưng mà ba cái xương sườn nhìn như yếu ớt này lại không hề bị tổn hao gì,
thậm chí đến cả màu sắc cũng không có nửa điểm biến đổi. Đối với việc này, Tiêu Viêm cũng không cảm thấy kinh ngạc, nếu phong ấn do đấu thánh bố trí có thể dễ dàng phá giải như vậy thì cũng quá hài hước rồi. Ổn định lại tâm tình, Tiêu Viêm cũng không vội vàng, tiếp tục để Tam Thiên Liên Tâm Hỏa thiêu đốt 3 cái xương sườn. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiến vào trong trạng thái tu luyện. Trong căn phòng, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, trong 3 khúc xương sườn cũng tản ra một vầng sáng như có như không. Tình hình này kéo dài từ hoàng hôn đến tận đêm khuya. Trong mấy canh giờ, dưới sự thiêu đốt điên cuồng của Tam Thiên Liên Tâm Hỏa, 3 cái xương sườn cũng từ từ phát sinh biến hóa. Màu bạch ngọc lúc trước đã từ từ nhạt đi, trở thành một màu ám kim âm trầm. Khi nhìn kỹ, có thể thấy vầng sáng màu ám kim đang phát tản một vào dao động nhỏ. Suy, trong căn phòng yên tĩnh, đột nhiên vang lên một loạt tiếng động kỳ lạ. Đôi mắt đang nhắm chặt của Tiêu Viêm cũng từ từ mở ra, nhìn vào trong ngọn lửa trước mặt, hắn ngẩn ngơ. Lúc này, thứ trong ngọn lửa đã không còn hình dạng của xương sườn nữa, mà chỉ thấy một khối dịch thể màu ám kim. Dịch thể chậm rãi lưu động trong ngọn lửa, nó dường như có linh trí của riêng mình, thỉnh thoảng lại ngưng tụ thành một vài loại hình thù kỳ quái. Đây là hình dạng sau khi phá bỏ phong ấn ư? Tiêu Viêm nói khẽ một tiếng, hơi chần chừ một lát, sau đó hít sâu một hơi, vươn tay thò vào bên trong ngọn lửa, chạm đến chất lỏng màu ám kim kia. Từ từ, ngón tay vừa chạm vào trong chất lỏng thì nó liền xảy ra biến hóa. Chỉ thấy khối chất lỏng này đột nhiên nhuyễn động, sau đó bám chặt trên ngón tay Tiêu Viêm, trong nháy mắt đã đem cả bàn tay bao phủ. Ê! Chất lỏng màu ám kim bao phủ cả bàn tay phải, một cảm giác đau đớn không cách nào hình dung truyền tới, làm cho khuôn mặt của Tiêu Viêm cũng trở nên co giật. Bàn tay bị chất lỏng này bao phủ còn hơi vặn vẹo, mơ hồ nghe được cả âm thanh của xương cốt bị đè nén. Bàn tay sẽ bị phế. Cảm giác đè nén càng lúc càng mạnh. Khi mà Tiêu Viêm nghĩ rằng bàn tay mình sẽ sắp bị phế đi thì sự đau nhức bỗng nhiên biến mất, chất lỏng màu ám kim kia thấm vào tay hắn như nước mưa thấm đất, như thể nó chưa từng xuất hiện trên đời vậy. Nhìn cảnh kỳ dị này, Tiêu Viêm còn chưa kịp ngạc nhiên thì trong đầu bỗng ầm ầm chấn động, trong mắt mơ hồ lóe lên quang mang màu ám kim, mà trong miệng cũng lẩm bẩm vài tiếng như có như không. Đây là Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng. Các bạn đang nghe chuyện Đấu Phá Thương Khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1269, Tạo Hóa Thánh Giả. Ầm, một tiếng nổ mạnh vang lên từ tận sâu trong óc Tiêu Viêm, đồng thời linh hồn cũng phải chịu sự chấn động mãnh liệt. Tầm mắt hắn dần trở nên mơ hồ, đến khi phục hồi tinh thần lại thì mới phát hiện bản thân đã xuất hiện trong một không gian kỳ dị. Khoảng không gian này không rộng lớn, hoàn toàn trống rỗng không một chút sức sống. Ánh mắt Tiêu Viêm quan sát xung quanh, rồi dừng ở vị trí trong không gian hư vô. Tại đó, có một thân ảnh cực kỳ bình thường đang đứng chắp tay. Tiêu Viêm dường như không thể cảm nhận được một chút dấu hiệu của sự sống hay đấu khí từ người này, hắn còn bình thường hơn so với một người bình thường nhất. Nhưng loại cảm nhận từ thị giác này lại khiến hắn càng thêm cẩn thận. Người bình thường sao có thể xuất hiện tại địa phương kỳ dị này được? Nếu hắn đoán không sai, người này chính là vị đấu thánh trong di tích kia, chủ nhân chân chính của Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng. Nơi này hẳn là một không gian ký ức ẩn tàng trong đấu kỹ, mà người trước mặt cũng không phải là cường giả đấu thánh thật sự mà chỉ là một phần trí nhớ của hắn. Nhìn bóng người này, với kinh nghiệm của Tiêu Viêm bây giờ, tự nhiên hắn sẽ không gấp mà đánh rắn động cỏ, thăm dò chi tiết của người này trước rồi tính. Đúng như Tiêu Viêm đoán, bóng người này còn chẳng thèm nhìn Tiêu Viêm lấy một lần, giọng nói bình thản như nước chậm rãi vang lên trong không gian. Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng, đấu kỹ thiên giai cấp thấp, do bổn tọa dùng công sức cả đời dung hợp rất nhiều loại đấu kỹ mà sáng chế ra. Bộ trưởng pháp này chú trọng đến từ tạo hóa, lấy trưởng phá thiên, lấy lực đánh vỡ vạn vật. Nghe được giọng nói tự thuật bình thản này, ánh mắt Tiêu Viêm càng ngày càng sáng lên. Thiên giai đấu kỹ, thoát tục siêu thánh, có thể tìm được bí mật bổn tọa giấu bên trong hài cốt, coi như là người có duyên, chính vì vậy nên ngươi mới bị Kim Linh Tiên rèn luyện bàn tay. Nhớ kỹ, Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng phải sử dụng bàn tay đã bị rèn luyện mới có thể thi triển thành công, nếu không chắc chắn sẽ bị phản phệ. Nghe được lời này, Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt nghĩ lại,
thì ra trận đau nhức vừa rồi là do cái gọi là Kim Linh Tiên này đang thay đổi bàn tay của mình. Không hổ là thiên giai đấu kỹ, phải cần quá trình dài dòng như vậy mới có thể nhận được truyền thừa đầy đủ. Tiêu Viêm kinh ngạc lắc đầu, nếu như hắn bỏ qua bước rèn luyện này, cho dù có tập xong Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng thì sợ rằng cũng không dám thi triển nó. Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng, sở hữu tạo hóa lực. Song song với giọng nói bình thản này, đạo thân ảnh kia cũng đột nhiên bộc phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt mà thân thể cũng dần trong suốt, lộ ra kinh mạch lộ tuyến vô cùng rõ ràng. Bên trong các kinh mạch có một tia năng lượng màu vàng lợt đang chuyển động nhanh chóng theo một lộ tuyến khá kỳ quái. Đây cũng là lộ tuyến kinh mạch để tu luyện Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng. Nhìn một màn này, trong mắt Tiêu Viêm tràn ngập sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng chú tâm ghi nhớ lộ tuyến vận hành năng lượng đó. Lộ tuyến kinh mạch kia chỉ tuần hoàn vài lần rồi dần dần mờ đi, nhưng cũng may, Tiêu Viêm đã nhớ kỹ lộ tuyến này rồi. Song song với việc những lộ tuyến kinh mạch biến mất, quang mang trên đạo thân ảnh kia cũng dần tiêu tán. Mà hào quang màu ám kim ở bàn tay còn lại chợt bộc phát, xuất ra một chưởng mạnh mẽ đánh thẳng lên bầu trời. Bành! Một chưởng này ẩn chứa năng lượng thật đáng sợ, giống như gió bão vừa quét qua, một vòng xoáy ánh sáng màu đen hình thành dưới chưởng của đạo nhân ảnh đó. Vòng xoáy hình thành rồi khuếch tán ra nhanh như chớp, khiến không gian xung quanh sụp đổ trong nháy mắt. Nhìn vòng xoáy màu đen khuếch tán, Tiêu Viêm cũng phải hít sâu một hơi, nhưng hắn cũng không hề kinh hoàng mà lại khom mình thi lễ với bóng người đứng trong không gian màu đen kia. Tạo hóa thánh giả, nhớ kỹ, đây là tên bổn tọa. Thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại như tiếng sấm mạnh mẽ vang lên trong đại não của Tiêu Viêm, mà đạo thân ảnh kia lại càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Hình ảnh cuối cùng của một đời đấu thánh dần dần biến mất mà không để lại bất cứ dấu tích gì. Tiêu Viêm lặng lẽ cúi đầu, cứ để mặc cho vòng xoáy đen nhánh kia đánh đến, đem thân thể hắn xé rách. Trong phòng, đôi mắt đang nhắm chặt của Tiêu Viêm chợt mở ra, hắn thở một hơi dài, thì thào nói, tạo hóa thánh giả. Thanh âm thì thào nhỏ dần, một lát sau, Tiêu Viêm cũng hoàn toàn thanh tỉnh lại. Dường như ngay lập tức, hắn nhìn về phía tay phải của mình, mơ hồ thấy được nơi đó bao phủ một tầng hào quang màu ám kim, giống như kim loại vậy. Để tâm hồn chìm vào trong thể nội, sau đó cử động tay phải, Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện ra bàn tay của mình đã được khai thác một số kinh mạch cực nhỏ và rất bí ẩn. Những kinh mạch này nối liên tiếp giống như một vòng tuần hoàn kỳ dị, trông vô cùng thần kỳ. Nhìn vào những kinh mạch này rồi suy nghĩ một chút, Tiêu Viêm phát hiện ra trong lộ tuyến vận hành kinh mạch thì những kinh mạch này nằm đúng vị trí mấu chốt nhất. Nói cách khác, nếu như không có những kinh mạch này dẫn đường mà cứ cố gắng thi triển Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng sẽ chỉ khiến cho năng lượng khổng lồ tụ tập trong lòng bàn tay nhưng lại không có cách nào giải phóng được. Điều này giống như một quả bóng được cơm căng hết cỡ, sớm muộn gì cũng nổ cái bùm. Đến lúc đó, sợ rằng cả tay lẫn người thi triển đều sẽ nát như tương. Thì ra bởi vì nguyên cớ đó nên chỉ khi bàn tay trải qua sự rèn luyện của Kim Linh Tiên mới có thể thi triển được. Tiêu Vi âm thầm than, trong lòng không khỏi giật mình. Không hổ là một cường giả đấu thánh, vậy mà có thể sáng tạo ra phương pháp kỳ dị bậc này, kinh mạch trong cơ thể phải lên tới ngàn vạn cái. Tính cả một vài kinh mạch bí ẩn nữa thì con số này không thể đếm nổi, có thể từ trong đó tìm được những kinh mạch hữu dụng để khai thác, việc này đâu phải là chuyện đùa. Không biết liệu ta có thể thi triển được Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng không nữa. Trong mắt Tiêu Viêm như đang có một ngọn lửa thiêu đốt, trước đây hắn đã được tận mắt chứng kiến uy lực của một trưởng này trong di tích viễn cổ. Lúc đó có không ít cường giả nhưng cũng đều bị mất mạng bởi trưởng này, thậm chí nếu không phải bọn họ trốn nhanh thì sợ rằng kết quả cũng khó liệu. Ngay từ ngày đó Tiêu Viêm đã thèm nhỏ dãi đối với Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng này rồi. Đến nay, khi công pháp tu luyện đã tới tay thì làm sao hắn có thể bình tĩnh được cơ chứ? Xoa xoa đôi tay, Tiêu Viêm nhảy từ trên giường xuống, đứng thẳng trong phòng, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi vận chuyển đấu khí theo lộ tuyến kinh mạch ghi nhớ trong đại não. Mới bắt đầu, đấu khí vận chuyển vẫn còn chậm rãi, hơn nữa lộ tuyến cũng khá rườm rà, trong lúc vận chuyển có vài lần sai lầm nhưng do Tiêu Viêm phản ứng nhanh. Ngay khi phát hiện liền để đấu khí tán đi ngay lập tức nên tuy thất bại cũng không tạo nên tổn thương gì. Tuy nhiên, sau vài lần thất bại, Tiêu Viêm cũng dần thành thạo, chỉ khoảng một giờ sau, rút cục cũng thành công hoàn thành một lần tuần hoàn kinh mạch. Vào khoảnh khắc hoàn thành vận chuyển, cánh tay Tiêu Viêm run mạnh, trong lòng bàn tay phải sáng lên quang mang màu ám kim.
Bất chợt, hắn khiếp sợ phát hiện ra đấu khí trong cơ thể bị rút đi như thủy triều, mà nơi đấu khí dồn đến chính là lòng bàn tay phải của hắn. Đấu khí tiêu hao thật kinh khủng. Với tốc độ tiêu hao này, kể cả thực lực như Tiêu Viêm cũng phải biến sắc, thiên giai đấu kỹ này đúng là một ông vua ăn không biết no. Tùy theo trong lòng bàn tay Tiêu Viêm hội tụ càng nhiều đấu khí, quang mang màu ám kim cũng càng lúc càng mạnh. Sau một lúc lâu, khi nó đạt tới đỉnh điểm, một giọt hắc mang lặng lẽ xuất hiện ở trung tâm vòng sáng. Hắc mang hiện lên, lập tức bùng phát một lực hút kinh khủng. Trong nháy mắt, quang mang màu ám kim xung quanh bị cắn nuốt hết, mà hắc mang cũng từ từ mở rộng ra. Năng lượng thật đáng sợ. Phải trực tiếp thi triển đại thiên tạo hóa trưởng, Tiêu Viêm mới có thể hoàn toàn hiểu được sự khủng bố trong đó. Hắn chợt biến sắc, bởi nơi này chính là Tinh Vẫn Các, mà xung quanh phòng của hắn còn có các trưởng lão Tinh Vẫn Các cùng đệ tử. Nếu trưởng này được đánh ra thật, chỉ sợ trong bán kính 100 mét xung quanh, không còn một ai có thể sống sót. Nhận thấy điều này, trên trán Tiêu Viêm lập tức túa ra mồ hôi lạnh. Hắn hít sâu vài cái, mạnh mẽ ngăn, cản việc đấu khí trong cơ thể đang dồn tới, bàn tay hắn chợt nắm khẽ. Mà hắc mang lớn cỡ hạt đào trong tay của hắn sau khi run rẩy một chút thì rút cục cũng từ từ nhạt dần dưới ánh mắt khiếp đảm của Tiêu Viêm, một lần nữa hóa thành đấu khí tràn vào trong cơ thể. Cảm thụ được đấu khí khổng lồ trong cơ thể đang dần hồi phục lại, đến lúc này Tiêu Viêm mới thở phào nhẹ nhõm. Lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn tay phải của mình, một lát sau mới nhếch miệng cười. Bởi vì tất cả những điều cần thiết để tu luyện đại thiên tạo hóa trưởng đều được tạo hóa thánh giả thay hắn chuẩn bị hết rồi. Vì vậy tốc độ cần thiết để nắm giữ thiên giai đấu kỹ này sẽ vượt xa tất cả các đấu kỹ khác, không thể không nói, đây chính là một phúc duyên vô cùng lớn. Đại thiên tạo hóa trưởng, ha ha, không biết lần sau, khi gặp lại Trích Tinh lão quỷ, để lão thấy đấu kỹ này sắc mặt lão sẽ như thế nào đây? Tiêu Viêm vừa xoa bàn tay phải vừa mỉm cười, trong mắt lóe lên hàn quang. Lần sau gặp lại, đại thiên tạo hóa trưởng chắc chắn chính là lưỡi hái lấy mạng lão quỷ đó. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1270, thân thể hoàn mỹ. Hậu Sơn Tinh Vẫn Phong, trong thạch tháp. Lão sư, việc luyện chế thân thể sẽ bắt đầu ngay bây giờ, ngươi chuẩn bị chưa? Tiêu Viêm đem bộ hài cốt tứ tinh đấu tôn lấy từ chỗ phong tôn giả để lên trên mặt đá, sau đó đưa mắt nhìn Dược lão bên cạnh, hỏi. Dược lão nghiêm túc gật đầu. Giờ phút này, dù lấy định lực của lão cũng không thể bình tĩnh nổi. Phong lão, việc luyện chế thân thể và dung hợp lần này có thể cần một đoạn thời gian dài. Trong lúc đó, không thể để bất kỳ ai tiến vào trong thạch tháp. Tiêu Viêm đảo mắt nhìn qua đám người phong tôn giả bên cạnh, trầm giọng nói. Yên tâm, sau khi các người bắt đầu, Tinh Vẫn Các sẽ tiến vào trong trạng thái phòng bị. Những cường giả đang ở bên ngoài cũng sẽ được triệu hồi về. Phong tôn giả nghiêm túc gật đầu. Chỉ cần Dược lão khôi phục lại thực lực tại thời kỳ đỉnh phong thì lúc đó Tinh Vẫn Các sẽ có thể phát triển một cách nhanh chóng. Đến lúc đó, dù đối mặt với sự trả thù của hồn điện thì cũng có lực để chống đỡ, bởi vậy tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ sai lầm nào. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, từ từ bình ổn lại tâm tình. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, búng tay bắn bình ngọc đựng sinh cốt dung huyết đan về phía Dược lão. Đối với việc này, Dược lão tự nhiên cũng không có gì kinh ngạc, lão không chút chần chừ đưa bàn tay bắt lấy bình ngọc, trong lòng vừa động, một luồng linh hồn lực bay ra, xoay xung quanh người Tiêu Viêm. Nhìn thấy hai người Tiêu Viêm cùng Dược lão đã bắt đầu, đám người phong tôn giả và tiểu y tiên liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng lặng lẽ rời khỏi thạch tháp. Mọi người rời đi cũng không làm Tiêu Viêm phân tâm, sắc mặt hắn cực kỳ nghiêm túc điều khiển luồng linh hồn bên cạnh, sau đó vỗ một chưởng xuống bộ hài cốt trên mặt đá, đem luồng linh hồn kia đưa vào trong. Lão sư, con sẽ luyện chế thân thể trước, một khi thành công, người phải lập tức tiến vào trong đó, hoàn thành bước dung hợp này. Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng, bàn tay nắm lại, một cái bình ngọc xuất hiện. Tiên huyết hai màu thanh hồng chậm rãi lưu chuyển trong bình, phát tán ra dao động năng lượng kinh người, làm cho không gian xung quanh cũng phải chấn động không thôi. Lần này vì luyện chế thân thể cho Dược lão, những thứ Tiêu Viêm chuẩn bị đều là tài liệu tốt nhất. Bởi vậy,
mức độ khó khăn khi luyện chế cũng sẽ vượt xa lần trợ giúp thiên hỏa tôn giả luyện chế thân thể. Y. Búng tay dẫn dắt, tiên huyết hai màu thanh hồng bắn mạnh ra khỏi bình ngọc, cuối cùng rơi lên bộ hài cốt màu xám trắng. Nhất thời, một luồng khói trắng bùng phát, âm thanh két két vang lên không ngừng. Từ từ, tiên huyết thấm vào trong hài cốt, màu thanh hồng lan ra nhanh chóng. Chỉ trong chớp mắt, màu sắc của bộ hài cốt đã biến đổi từ xám trắng sang thanh hồng. Bên trong hài cốt cũng truyền ra dao động năng lượng cực kỳ nồng đậm. Thấy vậy, Tiêu Viêm nhấc tay lên, hài cốt màu thanh hồng tự động phiêu phù lên không trung. Cánh tay huy động, ngọn lửa nâu tím lập tức trào ra bao bọc lấy hài cốt. Yêu hoàng huyết tinh khá bá đạo nên rất khó dung hợp, vì thế hắn phải sử dụng dị hỏa thiêu đốt những năng lượng ở sâu trong mỗi đốt xương. Như vậy mới thực sự có thể đem năng lượng kinh người trong hài cốt hấp thu. Nương theo hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, trên hài cốt cũng hiện lên một cái lồng màu xanh hồng, nhưng dù như vậy thì nhiệt độ vẫn thấm vào bên trong. Làm bề mặt hài cốt sinh ra từng luồng bọt khí nhỏ, thỉnh thoảng lại vỡ ra, làm năng lượng nồng hậu tràn ra bên ngoài. Loại thiêu đốt tôi luyện này là cả một quá trình dài dòng nhàm chán, bởi vậy phải duy trì liên tục gần một ngày, đôi mắt đang khép hờ của Tiêu Viêm mới chậm rãi mở ra. Lúc này, màu xanh hồng trên hài cốt đã trở nên mờ tối hơn rất nhiều, không còn rõ ràng như trước nữa. Tiêu Viêm cũng hiểu được, thay đổi này là do năng lượng được hỏa diễm tinh luyện nên đã thẩm thấu vào trong hài cốt. Hô, thở dài một hơi, Tiêu Viêm nhìn thoáng qua Dược Lão bên cạnh, lão cũng đang mỉm cười gật đầu. Khống hỏa chi thuật của Tiêu Viêm bây giờ đã tinh tiến rất nhiều so với trước kia, thậm chí đã chẳng thua kém lão bao nhiêu. Điều này khiến cho Dược Lão thực sự cảm thấy vui mừng, tuy nói lão đánh giá cao thực lực của Tiêu Viêm. Nhưng dù sao lão cũng là một luyện dược sư, trình độ luyện dược của đệ tử mới là thứ lão quan tâm nhất. Nhìn thấy vẻ vui mừng của Dược Lão, Tiêu Viêm cũng mỉm cười, đang muốn thu lại hỏa diễm, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Hắn chần chừ một chút rồi chậm rãi đi về phía hài cốt, sau đó dưới ánh mắt nghi hoặc của Dược Lão, bẻ gãy cánh tay phải của hài cốt. Ách! Nhìn thấy hành động của Tiêu Viêm, Dược Lão sửng sốt, có chút không hiểu được. Thử cái này xem. Tiêu Viêm mỉm cười, lấy ra cánh tay phải của hài cốt đấu thánh đoạt được trong di tích viễn cổ, sau đó nối vào bả vai hài cốt. Tuy rằng không được phù hợp cho lắm, nhưng khi được Tiêu Viêm dùng hỏa diễm chỉnh sửa, hai bộ phận đã nhanh chóng khớp lại với nhau. Cánh tay của đấu thánh, Dược Lão nhãn lực phi phàm, vừa thấy cánh tay màu bạch ngọc này, sắc mặt lão nhanh chóng biến đổi, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ân, lấy được từ trong di tích viễn cổ. Tiêu Viêm cười gật gật đầu, nói mặc kệ thứ này có dùng được hay không, nhưng về độ cứng rắn thì không thể bàn cãi. Độ cứng rắn của bộ hài cốt đấu thánh kia, Tiêu Viêm đã từng tự tay nếm thử. Thứ này tất có chỗ bất phàm, nhưng hắn không có ý định để lại cho mình dùng, hơn nữa hắn muốn dùng cũng không dùng được. Hắn không có khả năng vì thứ này mà đem cánh tay phải của mình chặt bỏ rồi sau đó nối lại. Làm như vậy có lưu lại di chứng gì không? Hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng nếu như có, vậy cái được không thể bù cho cái mất, mà Dược Lão hiện giờ lại không có sự lo lắng này. Lão vốn không có thân thể, khi linh hồn tiến nhập vào, trong thân thể thì sẽ hoàn toàn dung hợp lại với nhau, cánh tay này về sau cũng sẽ hoàn toàn thuộc về lão. Dược Lão hơi gật đầu, việc luyện chế thân thể mà lại lắp đặt cánh tay của đấu thánh vào, lão cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Nhưng nếu là vật của đấu thánh thì chắc sẽ có hiệu dụng không nhỏ. Nói không chừng, ngày sau còn có cơ hội đột phá đấu thánh. Đem cánh tay của đấu thánh nối vào hài cốt, tiếp theo Tiêu Viêm dùng Tam Thiên Liên Tâm Hỏa rèn luyện nó một phen, đợi đến khi cánh tay cũng hài cốt nối lại đến hoàn mỹ mới thỏa mãn gật đầu. Trải qua thời gian dài tôi luyện, bộ hài cốt đã thay đổi hoàn toàn. Cả người đều là hai màu xanh hồng, tuy cánh tay phải lúc trước là màu bạch ngọc, nhưng khi nối vào cũng bị nhiễm hai màu đó một chút. Cộng với sự thiêu đốt của Tam Thiên Liên Tâm Hỏa, chúng đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Lão sư, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Tiêu Viêm cũng trở nên ngưng trọng, trầm giọng quát lên. Ân. Dược Lão gật đầu, lấy nhãn lực lão luyện của lão, tự nhiên hiểu được bây giờ là thời cơ tốt nhất. Lão lập tức lấy ra viên sinh cốt dung huyết đan trong bình ngọc, sau đó nuốt vào bụng, thân hình nhanh chóng hóa thành một đạo ánh sáng mờ ảo, tiến vào trong hài cốt. Bành! Khi linh hồn Dược Lão vừa tiến nhập vào bên trong được một lát, hài cốt nhất thời rung mạnh lên,
ở trong hốc mắt có những tia sáng từ từ ngưng tụ. Mà ngay tại lúc này, năng lượng kỳ dị kinh khủng trào ra từ hài cốt, cùng với loại năng lượng này, trên hài cốt bắt đầu sinh ra huyết nhục một cách thần kỳ. Thần diệu bực này, tự nhiên là công hiệu do sinh cốt dung huyết đan mang lại. Lão sư, đứng vững, nhìn huyết nhục đang nhanh chóng cấu tạo, sắc mặt Tiêu Viêm càng thêm ngưng trọng. Quát khẽ một tiếng, ngọn lửa màu nâu tím bao lấy hài cốt, nhanh chóng thiêu đốt. Khi bị ngọn lửa này thiêu đốt, những vùng huyết nhục thừa ra đều biến thành thành tro tàn, nhưng năng lượng kỳ dị kinh khủng kia lại tiếp tục trào ra, làm cho tốc độ sinh ra huyết nhục càng lúc càng nhanh. Sau đó, mơ hồ có thể nhìn thấy được một bóng người không rõ ràng do huyết nhục tạo thành. Thiêu đốt cùng với sinh trưởng, cứ rằng co như vậy gần 10 canh giờ, phần huyết nhục kia rốt cục cũng thành hình dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm. Theo bộ da thành hình, ngay lúc này, hài cốt trên thềm đá cũng triệt để hóa thành hình người. Tiếp theo là bước Dược Lão dung hợp cùng với thân thể, khi hoàn thành thì chính là lúc Dược Tôn giả kinh diễm cả đại lục trước kia, có lại thân thể của chính mình. Dục hỏa trùng sinh. Cùng lúc đó, trong một thâm thâm sơn ở Tây Vực Trung Châu, có một cự điện hắc sắc giống như viễn cổ mãnh thú đang nằm cuộn mình. Nó mơ hồ tản một năng lượng đáng sợ làm cho trái tim của người ta lạnh lẽo. Phốc. Đột nhiên, khói đen ùn ùn tuôn ra trong đại điện. Một lát sau, hắc vụ ngưng tụ, hóa thành một đám thân ảnh màu đen. Những thân ảnh màu đen này đứng trên bầu trời, có thể cảm nhận được khí tức âm lãnh cường hãn bao phủ cả một mảnh thiên địa. Cung nghênh Cửu Thiên Tôn, đông đảo bóng người đang đứng, bổng quỳ xuống ngay trên bầu trời, cung kính lên tiếng, thanh âm vang vọng cả một góc trời. Khi những bóng đen kia quỳ xuống thì không gian bỗng từ từ vặn vẹo. Một lát sau, một đạo thân ảnh màu lam chậm rãi xuất hiện, giọng nói thản nhiên cũng vang lên theo đó. Nhớ rõ nhiệm vụ lần này không? Diệt Tinh Vẫn Các, bắt Tiêu Viêm cùng Dược Trần, những tiếng hét lớn gần như vang lên cùng lúc. Ân, xuất phát thôi. Lam sắc thân ảnh khẽ gật đầu, bàn chân nhẹ đạp hư không, thân hình rung lên, từ từ, biến mất. Khi lam sắc thân ảnh biến mất thì đầu lĩnh của đám hắc y nhân là một vị lão giả cũng ngẩng đầu lên, không ngờ đó lại là Trích Tinh lão quỷ. Lúc này, ánh mắt của lão hướng về hướng bắc, trên khuôn mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Tiêu Viêm, để lão phu xem lần này còn ai có thể cứu nổi ngươi. Các bạn vừa nghe xong tập 127 của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.